Bên trong biệt thự, bà Mỹ đang nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoải mái được Lam và Mai massage xoa bóp, thì hai anh vệ sĩ dẫn Hương đi vào. Cô ta lên tiếng chào bà Mỹ. Con chào mẹ chồng ạ. Bà Mỹ liếc mắt nhìn xuống ghế đối diện, Hương biết ý ngồi xuống. Ngay sau đó bà ta lên tiếng hỏi. Sao, kế hoạch tới đâu rồi? Con đã cho nhân viên của con hẹn nó tối nay đi làm rồi. Theo kế hoạch, lúc nó tới nơi, con sẽ cho nhân viên báo với nó chuyển địa điểm quay livestream. Lúc nó lên xe, lái xe bên con sẽ chở nó tới đây luôn ạ. Rất tốt, hy vọng người của con không để xảy ra sơ suất nào, nếu không thì chết cả nút đấy. Dạ vâng, mẹ yên tâm. Hương nhìn quanh biệt thự nói tiếp. Ở đây có đảm bảo an toàn không mẹ? Tường rào 3 mét, thêm 2 vệ sĩ, thì nó có là người nhện cũng không thoát ra được. Vậy thì tốt quá ạ. Mẹ chỉ giữ nó ở lại đây, tới khi nó đồng ý chuyển nhượng số cổ phần ông già kia cho nó qua cho thằng Chí. Trong thời gian đó, con phải tự thân lấy lại tình cảm của thằng Cường. Chuyện tình cảm mẹ không thể giúp gì được con đâu. Con biết rồi thưa mẹ. Lam nghe bà Mỹ và Hương nói chuyện thì xen vào. Vậy là từ tối nay, cậu chủ lo đi tìm cô ta, thì bà chủ có thể thoải mái về nhà phải không ạ? Bà Mỹ chưa kịp đáp lại, thì người giúp việc đi vào nói. Dạ, xe của cậu chủ đang đứng ngoài cổng ạ. Cho bảo vệ ra mở cửa cho nó. Bà Mỹ nhìn đồng hồ nói càm ràm. Tới giờ vào ca rồi, mà còn lêu lổng ở đây làm gì không biết. Hên là hôm nay ông kia ở lại bệnh viện đấy. Bà ta còn đang phân vân chuyện của Chí, thì bỗng nhiên bà ta thấy một phụ nữ tóc tai bù xù đang tiến thẳng về phía mình với gương mặt khiến bà ta lập tức tái nhợt. Bà ta đẩy Mai và Lam đang xoa bóp cho mình sang một bên, rồi quỳ gối xuống dưới sàn nhà bái lạy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật Quỳnh ơi, tao biết lỗi của tao rồi, mày đừng bám theo hù dọa tao như thế, Nam mô A Di Đà Phật. Lam và Mai ban đầu chưa hiểu vì sao bà Mỹ lại hành động khùng khùng điên điên như vậy. Nhưng đến khi hai người nhìn thấy một người phụ nữ đang tới gần, thì hai người lập tức ôm nhau chạy trốn, Hương cũng không ngoại lệ. Bà Quỳnh nhào vào bà Mỹ, một tay nắm tóc, một tay bà ta tát liên tiếp vào mặt, miệng không ngừng chửi rủa. Còn đĩ này, mày giật chồng của tao, mày hại chết con tao, mày trả con đây cho tao. Bà Mỹ lúc này chỉ còn biết chắp tay lại. Quỳnh ơi, mày sống khôn chết thiêng, mày tha lỗi cho tao nhá. Tao xin lỗi mày, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Những cú tát của bà Quỳnh giáng xuống mặt bà Mỹ ngày càng mạnh, kèm theo đó là lời cảnh cáo. Miệng mày nói Nam mô, nhưng bụng mày chứa một bổ dao găm. Tao phải đánh cho mày chết, tội mày giật chồng của tao, giết con của tao. Chừng nào mày chưa chết, tao vẫn còn đánh. Bà Mỹ vừa sợ vừa bị đánh đau tới mức không thể mở miệng nói thêm lời nào. Chí và Phương Thảo nhìn thấy bà Quỳnh vừa chửi rủa vừa đánh bà Mỹ thì vội chạy vào ngăn cản. Phương Thảo thì kéo bà Quỳnh ra, còn Chí thì che chở cho bà Mỹ. Nhìn bà Mỹ lúc này trông hết sức thảm thương, mái tóc của bà ta rối tung rối mù, gương mặt vốn dĩ bị Cường đánh chưa hết sưng, nay lại bị bà Quỳnh đánh càng thêm sưng, khóe miệng bà ta không ngừng chảy máu. Bà ta sợ hãi tới mức ngồi dưới nền nhà ôm chặt lấy chân của Chí, cả người bà ta không ngừng run rẩy lẩy bẩy. Giọng nói của bà ta phát ra cũng thể hiện sự hoang mang tột độ. Con ơi, con ma này nó về trả thù mẹ, con nhanh đuổi con ma này đi. Chí nhìn xuống bà Mỹ buông giọng chán ghét. Mẹ soi gương nhìn thử, mẹ khác gì ma không, mà mẹ bảo người ta là ma. Bà Quỳnh bị Phương Thảo giữ chặt, vẫn cố lao vào bà Mỹ muốn đánh bà ta. Còn đĩ kia, tao phải giết mày. Chí nhìn người giúp việc nói. Lấy cho bà ta bộ đồ khác thay đi. Nói rồi anh ta nhìn Phương Thảo nói. Cô đi thay cho bà ta bộ đồ khác đi, nhìn gây chết đi được. Bà giúp việc dẫn Phương Thảo và bà Quỳnh đi vào một căn phòng để thay đồ. Chí thấy bà Mỹ vẫn ngồi ôm chân mình mà không chịu đứng dậy, anh ta quát. Mẹ còn ngồi đấy làm gì? Ra tống cổ lão già kia đi đi, hắn ta lại tới làm phiền nữa kia kìa. Bà Mỹ không quan tâm tới lời Chí nói, mà chỉ tay theo hướng bà Quỳnh và Phương Thảo. Giọng nói của bà ta phát ra vẫn còn run run. Bà ta không phải là ma sao? Chí bực mình quát lớn. Mẹ mới là ma đấy. Chí dứt lời, bà Mỹ liền cười lên một tràng cười rất lớn, khiến người có thần kinh sắc như Chí cũng phải rợn hết cả da gà. Chí nhìn bà ta hỏi. Mẹ phát điên thật à? Hương, Lam và Mai trốn trong góc, thấy biểu hiện của bà Mỹ sợ không dám bước ra ngoài. Một lúc sau bà ta mới nín cười, nét mặt và ánh mắt của bà ta trong phút chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Một lúc sau bà ta lại mỉm cười nói với Chí.
Mẹ và chị dâu tương lai của con đang bàn tính bắt con đĩ kia về đây, thì con đã dẫn nó về đây rồi. Con giỏi lắm. Mẹ định làm gì cô ấy? Mẹ không làm gì hết. Mẹ chỉ muốn nhốt nó ở đây để ép nó nhượng lại 10% của tập đoàn Cường Đại qua cho con thôi. Con cảnh cáo mẹ, nếu mẹ mà đụng tới cô ấy, con không tha cho mẹ đâu. Chí dứt lời, bà Mỹ lại cười lên một tràng nữa. Một lúc sau bà ta lên tiếng đáp. Con thích con bé đó phải không? Được lắm, mẹ cũng thấy nó rất xinh đẹp. Mẹ đưa mấy người này đi chỗ khác đi. Ở đây coi chừng lộ tẩy hết bây giờ. Chuyện ép cô ta nhượng lại cổ phần để nói sau đi. Bà Mỹ cũng không dám cãi lại lời Chí mà dẫn theo Hương, Mai và Lam rời đi. Chí cũng chạy xe tới tập đoàn Cường Đại làm việc như thường. Còn Phương Thảo và bà Quỳnh được người giúp việc dẫn đi tắm và thay đồ. Tại lâu đài Bạch Trà, Quân ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng khách. Hai tay anh đặt lên hai bên thành ghế, gương mặt thâm trầm cực hạn. Anh quét ánh mắt hình viên đạn một vòng quanh đám vệ sĩ đang quỳ trước mặt quát lớn. Rốt cuộc, không ai đuổi kịp là sao? Đội trưởng đội vệ sĩ quỳ gần Quân nhất lên tiếng trả lời. Dạ không. Đúng là một lũ ăn hại. Có thấy biển số xe không? Dạ, tại cậu chủ nói có tiếng động bên trong lâu đài, nên chúng tôi tập trung tìm bên trong. Lúc phát hiện thì chiếc xe đã chạy khá xa, nhìn không rõ biển số à? Một anh vệ sĩ khác đưa chiếc túi sách của Phương Thảo cho Chí. Còn đây là chiếc túi sách của cô gái kia ạ. Tại tập đoàn Cường Đại, trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Minh Cường ngồi ở bàn làm việc mỉm cười một mình. Tùng đi vào lúc nào anh cũng không hay biết. Tùng im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Cường một hồi lâu, anh vẫn không hề phát hiện ra. Tùng bực mình vòn tờ giấy A4 thành cục rồi ném thẳng vào miệng của Minh Cường. Mày bị ma nhập à? Nụ cười trên môi của Minh Cường lập tức vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Anh nhìn Tùng hỏi, có chuyện gì? Tùng không trả lời Minh Cường, dướn người về phía trước hỏi nhỏ. Nói tao nghe, mày có chuyện gì mà vui vậy? Minh Cường đẩy Tùng ra xa. Dẹp đi mày. Tùng vẫn cố dụ dỗ Minh Cường. Chuyện em dâu phải không? Mày kể đi tao tư vấn cho. Bây giờ mày không kể, hôm sau mà hỏi tao không nói đâu. Minh Cường nhìn trước nhìn sau, rồi ghé sát vào tai Tùng nói nhỏ. Hồi tối Thảo tỏ tình nói yêu tao. Thế mày phản ứng thế nào? Đã làm ăn được gì chưa? Tao giả ngủ không nghe thấy. Tùng nghe Minh Cường nói thì ném cả chồng tài liệu anh đang cầm trên tay vào người Minh Cường. Mày đúng là bị điên. Tại tao sợ không kiềm chế được. Bọn mày là vợ chồng hợp pháp, ai bắt mày phải kiềm chế? Mày cũng có tình cảm với Thảo, mà để Thảo phải tỏ tình trước với mày là không đáng mặt đàn ông rồi. Đến lúc cuối tỏ tình trước mày lại còn giả vờ ngủ nữa chứ. Nói cho mày biết, phụ nữ nếu không thích thì mày hôn người ta cũng tát cho mày sưng mỏ, chứ đừng có nói đến chuyện kia. Minh Cường im lặng một hồi lâu anh mới lên tiếng. Hay tối nay mày giúp tao thực hiện kế hoạch tỏ tình với Thảo đi. Ok, chuyện nhỏ như con thỏ. Có chuyện gì mà hai thằng mày to nhỏ với nhau thế? Quân bất thình lình lên tiếng, làm Minh Cường và Tùng giật mình. Minh Cường nói, sao trông mày như người rừng thế? Tùng móc túi quần lấy đưa cho Quân nắm tiền lẻ nói, mày làm ơn ra tiệm, cạo dùm tao bộ râu đi, nhìn gớm bỏ mẹ. Minh Cường đứng dậy tới tủ lạnh lấy cho Quân chai nước lọc, vừa đưa cho Quân anh vừa hỏi, sao sáng qua mày không tụ tập ở cà phê Tiamo? Quân kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống bên cạnh Tùng. Đối diện với Minh Cường, anh buồn bã đáp lại lời Minh Cường. Cả tuần nay mẹ tao phát bệnh, ba tao suy sụp, tao không dám đi đâu ra khỏi nhà hết. Chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tụi tao? Ba mẹ ổn chưa? Ngày trước, ba mẹ của Minh Cường chơi thân với ba mẹ của Quân. Nhà của hai gia đình cũng ở gần nhau tại quận 2. Quân và Minh Cường bằng tuổi nhau. Ngay từ ngày hai người còn nhỏ, ba mẹ hai bên có hẹn ước với nhau rằng nếu bên nào sinh con gái sẽ gả cho đối phương. Kết quả em của Minh Cường là trai nên không thể hứa hôn với Quân, còn em của Quân là gái nên ngay từ khi còn nhỏ Minh Cường đã gọi ba mẹ của Quân là ba mẹ rồi. Sau đó một thời gian, gia đình Quân gặp biến cố, em gái của Quân không còn, gia đình Quân chuyển lên Dĩ An sống. Không lâu sau đó mẹ của Minh Cường cũng tự vẫn, nhưng quan hệ trong làm ăn của hai gia đình vẫn duy trì vì công ty sản xuất viên nén mùn cưa Hoàng Phượng của gia đình Quân vẫn nhập mùn cưa của tập đoàn Cường Đại về sản xuất. Lên đại học, Quân, Minh Cường và Tùng lại học cùng lớp và chơi thân với nhau. Ba người còn cùng tham gia vào hội chơi mô tô phân khối lớn của thành phố. Bọn họ thường tụ tập tại quán cà phê Tiamo vào mỗi cuối tuần. Hiện tại, tập đoàn Cường Đại và công ty Hoàng Phượng vẫn duy trì trong hợp tác kinh doanh. Tình bạn của Minh Cường và Quân ngày càng khăng khít.
Quân nhìn Minh Cường lắc đầu, nét mặt anh không giấu nổi buồn phiền. Tao đến nhờ mày một chuyện. Chuyện gì? Quân móc trong túi ra một chiếc điện thoại iPhone cũ kỹ đưa cho Minh Cường. Mày bẻ khóa chiếc điện thoại này giúp tao. Mục đích của Quân nhờ Minh Cường bẻ khóa điện thoại của Phương Thảo là để anh tìm hiểu mối quan hệ của cô qua các cuộc gọi và rất có thể nhờ đó mà tìm được nơi ở của cô. Nhìn vào chiếc điện thoại Quân đưa Minh Cường rất bất ngờ. Nếu không nhầm thì chiếc điện thoại này anh đã cầm nó nghe một lần, mở khóa một lần để xóa một cuộc gọi đến. Khi bấm sáng màn hình, hình ảnh xinh đẹp của Phương Thảo đập vào mắt Minh Cường khiến anh rất kích động. Giọng nói của anh phát ra khá lớn. Sao mày có điện thoại của vợ tao? Quân cũng kích động không kém Minh Cường, anh hét lớn lên. Cái gì? Mày có vợ khi nào sao không nói tao biết? Mà sao cô gái này là vợ của mày được? Tùng thấy Minh Cường và Quân to tiếng, anh vừa ngoáy lỗ tai vừa nói. Hai thằng mày nói bé bé thôi, tao lủng cả mà nghĩ gì đây này? Nói rồi Tùng chỉ vào người Quân nói. Mày nói trước đi, tại sao mày có điện thoại của Thảo? Quân cất lời, không quên cho Minh Cường ánh mắt cảnh cáo. Năm ngoái, cặp vợ chồng Việt Kiều Mỹ về gặp tao, đề nghị hợp tác làm ăn với tư cách là họ trung gian. Tức là tao chuyển viên nén mùn cơ qua cho họ, sau đó họ sẽ giao lại cho một số nhà máy nhiệt điện bên đó. Theo hợp đồng, họ sẽ đưa trước một nửa tiền hàng, sau khi họ nhận hàng sẽ thanh toán phần còn lại. Năm ngoái họ làm ăn sòng phẳng lắm, nhưng lô hàng gần đây họ không chịu thanh toán nửa tiền còn lại. Họ khất lần khất lượt mãi, tao bực mình hù kiện lên tòa án liên bang Mỹ. Thế là họ sợ, họ nói để con gái họ tới trả. Thứ hai tuần trước, tao hẹn gặp tụi mày ở quán cà phê Tiamo, là tao đi gặp con gái của họ đấy. Kết quả tao đều bị cô ta và tụi mày cho leo cây. Sáng nay cô ta gọi cho tao, bảo hôm đó cô ta bị tai nạn nên không gặp được. Cô ta muốn gặp tao ngay, do mấy ngày nay mẹ tao phát bệnh, cứ đòi bỏ nhà đi, tao không dám ra khỏi nhà. Vì vậy nên tao hẹn gặp cô ta tại nhà tao luôn. Tao cứ tưởng cô ta mang tiền đến trả. Không ngờ khi tao gọi cho mẹ của cô ta, thì mẹ cô ta nói trao đổi 1 triệu tiền hàng lấy con gái bà ta. Quân nói đến đây, Minh Cường nhảy bổ vào không cho anh nói tiếp. Thế mày cũng đồng ý đổi 1 triệu đô lấy con gái người ta à? Thấy biểu hiện sốt sắng của Minh Cường, Quân không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nếu là mày, mày có khả năng từ chối một cô gái xinh đẹp như tiên nữ vậy không? Quân vừa dứt lời, liền bị Minh Cường vung thẳng nắm đấm vào mặt. Cũng may Quân đoán được ý đồ của Minh Cường, nên nhanh chóng núp ra sau lưng Tùng trốn. Tùng được đà nói với Minh Cường. Mày thấy không, hoa đẹp lúc nào mà chẳng có ong bướm vây quanh. Nếu mày không chớp thời cơ thì còn cái nịt. Quân lên tiếng trách móc Minh Cường. Tại mày lấy vợ, có cho tao biết đâu mà tao tránh. Sâu chuỗi lại vấn đề, Minh Cường nhận ra. Có lẽ hôm sáng thứ hai tuần trước, Thảo tới quán cà phê Tiamo gặp mày. Nhưng tới nơi Thảo bị tai nạn, tao và Tùng mang Thảo đi cấp cứu nên cũng không vào gặp mày được. À, vụ tai nạn xảy ra ngay trước quán cà phê Tiamo chứ gì? Thấy Minh Cường gật đầu xác nhận, Quân nói tiếp. Hèn gì lúc đó tao thấy người bu đông bu đen, nghe nói cô gái đó chết luôn rồi mà. Tùng nói xen vào. Chết là chết với thằng Cường kia kìa. Người ta đang hôn mê bất tỉnh, nó bắt thằng Khang đến làm thủ tục đăng ký kết hôn cho nó. Rồi chưa đầy một tuần sau, nó được người ta tỏ tình luôn kia kìa. Nói rồi, Tùng vỗ vai Quân một cái, sau đó anh kể tiếp. Mà mày không biết thằng Khang nó tội cỡ nào đâu. Từ ngày giúp thằng Cường đi cửa sau, ngày nào nó cũng gặp ác mộng bị rớt trước. Quân nghe Tùng nói thì liếc mắt Minh Cường nhìn một cái. Mày đúng là vô nhân tính. Tóm lại mày trả lời câu hỏi của tao đi. Sao mày cầm máy của vợ tao, cô ấy đâu rồi? Tao sợ mẹ đòi ra khỏi nhà lúc vợ mày đang ở đó, rồi cô ấy không hiểu vấn đề đi quay lén tống tiền, nên tao dặn bảo vệ bắt vợ mày để hết tư trang điện thoại bên ngoài bốt. Không ngờ vợ của mày lại dẫn mẹ tao cùng chạy trốn rồi. Thế không có ai canh mẹ à? Tao thuê một dàn vệ sĩ canh gác cả ngày cả đêm, nhưng do sơ suất nên mẹ tao chạy ra ngoài lúc nào cũng không ai phát hiện. Đến lúc phát hiện thì mẹ cùng với vợ mày lên xe đi mất rồi. Nghe Quân kể rõ đầu đuôi, Minh Cường bỗng nhiên im lặng. Vụ tai nạn tình cờ cho anh được gặp Phương Thảo. Anh thừa nhận ban đầu mục đích của anh chỉ là mượn danh của cô đăng ký kết hôn để qua mặt ông nội. Nhưng càng ngày anh càng đi xa mục đích ban đầu. Chỉ trong vài ngày, anh đã bị người con gái xinh đẹp đó đánh bại. Hình ảnh xinh đẹp của Phương Thảo lúc nào cũng bủa vây lấy tâm trí anh, điều khiển mọi cảm xúc trong anh. Anh khó chịu khi thấy cô cười nói gần gũi với người khác. Anh cảm giác đau đớn khi cô bị bà Mỹ đánh và vu oan. Trước đây anh từng chứng kiến bà Mỹ hỗn láo với ông nội, nhưng anh chưa bao giờ đánh bà ta. Chính Phương Thảo đã cho anh động lực để anh thẳng tay đánh người phụ nữ, người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình. Rồi anh vui đến phát điên khi được nghe chính miệng của Phương Thảo nói cô yêu anh. Anh mới chỉ biết và tiếp xúc với cô 1 tuần.
Nhưng những gì anh biết về cô đều do cảm nhận của anh và qua lời kể của em trai Minh Đại. Cô có hoàn cảnh đáng thương thế nào, bị mẹ ruột đối xử ra sao, cô đã mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh của mình bằng cách nào. Bên cạnh vẻ đẹp có thể đánh gục bất kỳ chàng trai nào từ ngay cái nhìn đầu tiên của Phương Thảo, thì những điều trên lại là những chất xúc tác cực mạnh để đẩy nhanh tiến độ anh nảy sinh tình cảm với cô. Nếu như chỉ vài phút trước, Minh Cường tự tin hiểu về con người Phương Thảo, nếu như vài phút trước, anh tự tin với tình yêu của mình dành cho cô và không ngần ngại nhờ Tùng lên kế hoạch tỏ tình với cô giúp anh, thì giây phút này anh bắt đầu cảm thấy mông lung. Anh có thật sự hiểu hết về con người cô? Tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng hay chỉ là giây phút rung động nhất thời? Anh có sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu cô mắc phải sai lầm hay không? Anh lên tiếng hỏi hai người bạn thân của mình, giọng của anh phát ra chất chứa sự bất an. Theo bọn mày, Thảo dẫn mẹ chạy trốn với mục đích gì? Thảo sợ hãi chạy trốn thoát thân hay vì mục đích tống tiền? Nếu theo bản năng Phương Thảo chạy trốn để thoát thân thì không nói, còn mục đích tống tiền thì không biết cô sẽ làm gì với bà Quỳnh. Nghe giọng điệu của Minh Cường, cả Tùng và Quân đều không dám đưa ra ý kiến của mình, vì cả hai đều không hiểu rõ về con người của Phương Thảo. Nếu đưa ra ý kiến sai, họ sợ sẽ làm mất lòng Minh Cường. Căn phòng làm việc rộng lớn của Minh Cường trong phút chốc rơi vào im lặng. Ba người đàn ông được gọi là tài năng trên thương trường bỗng cảm thấy bế tắc trước một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Một hồi lâu sau, Minh Cường lên tiếng. Nếu là chạy trốn để thoát thân, thì thể nào Thảo cũng về nhà. Để tao gọi về nhà xem sao. Nói rồi, Minh Cường thực hiện một cuộc gọi về nhà dặn cô Năm. Nếu Phương Thảo có về nhà thì gọi báo cho anh. Ngày sau đó, anh gọi Minh Đại qua để hỏi em mình Phương Thảo có thể đến những nơi nào. Trong lúc chờ đợi tin tức từ cô Năm, Quân không yên tâm bắt Minh Đại dẫn anh và Minh Cường đi tới nhà Phương Thảo và Nhung thuê trọ ngày xưa. Tới đó không có ai, Quân lại bắt Minh Đại tiếp tục dẫn tới nơi Phương Thảo thực tập. Lúc tới nơi, ba người gặp Hương đang ở đó. Hương làm bộ mặt ngạc nhiên nói với Minh Cường giọng điệu chảy nước. Anh không quản đang giờ làm việc mà tới gặp em, vậy mà em cứ nghĩ anh không thèm nhìn mặt em nữa cơ. Minh Cường tỏ vẻ lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề. Thảo có ở đây không? Hương tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại. Ai cơ? Vợ anh. À, hôm nay cô ấy nghỉ làm không có tới đâu. Nếu vợ anh tới thì gọi báo cho anh ngay. Hay là anh ở đây đợi một chút đi, tối nay cô đi làm bù đấy. Không cần. Nói rồi, Minh Cường cùng Minh Đại và Tùng ra về. Hương là giám đốc công ty nơi Phương Thảo thực tập. Trước khi thực tập ở công ty của cô, Phương Thảo từng làm cộng tác viên ở đây. Mặc dù chưa lần nào gặp mặt trực tiếp, nhưng Hương biết tầm quan trọng của Phương Thảo đối với công ty của cô như thế nào. Từ ngày Phương Thảo làm người mẫu quảng cáo livestream bán hàng, doanh thu của công ty rất lớn. Có thể nói, chính Phương Thảo đã đem lại nguồn thu khổng lồ cho công ty của cô. Lúc biết Phương Thảo là vợ của Minh Cường, bị Minh Cường tuyệt tình, lại được sự hậu thuẫn của bà Mỹ, Hương đã gạt đi tầm quan trọng của Phương Thảo với công ty của mình. Cô sẵn sàng lên kế hoạch bắt giữ Phương Thảo để có cơ hội tiếp cận với Minh Cường. Chỉ có điều cô chưa kịp thực hiện kế hoạch, Phương Thảo lại tự chui đầu vào rọ. Buổi tối không thấy Phương Thảo về nhà, những nơi cô có thể đến như chỗ cô trọ, chỗ thực tập, chỗ Nam hay thậm chí cả nhà Nhung ở Bình Phước và cả căn hộ mà cô có người khác thuê, Quân và Minh Cường đều cho người ở đó theo dõi túc trực. Nhưng suốt mấy ngày đều không có tin tức gì của cô và bà Quỳnh. Quân cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay cách thức tống tiền nào đến từ Phương Thảo. Linh cảm bất an xảy ra với Phương Thảo và bà Quỳnh. Minh Cường đã phải nhờ ba của Nam bí mật vào cuộc điều tra. Anh cũng nhờ ông can thiệp tìm kiếm thông tin ở các cảng hàng không quốc tế, xem gần đây hoặc sắp tới Phương Thảo có đăng ký chuyến bay quốc tế nào không. Đồng thời anh cho vệ sĩ lùng sục khắp nơi, nhưng đáng buồn tất cả đều không có dấu vết. Những người thuộc diện tình nghi như Hương, bà Mỹ, kể cả Trí cũng được vệ sĩ ngầm theo dõi, nhưng không hề thấy bất thường ở họ. Sau một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua, đều không có tin tức gì của Phương Thảo và bà Quỳnh. Tùng nhìn gương mặt mệt mỏi, đầu tóc, râu ria rậm rạp của Minh Cường và Quân rồi nói. Hai thằng mày có lo lắng, có buồn chán, thì cũng đi cắt tóc cạo râu dùm tao một cái. Chứ nhìn tụi mày không ra người, khỉ không ra khỉ ghê quá. Quân lo lắng cho mẹ của mình là lẽ đương nhiên. Nhưng với Minh Cường, ngoài lo lắng cho Phương Thảo, anh còn phải đối mặt với nỗi nhớ nhung cô ra giết. Nếu như lúc mới biết tin Phương Thảo đưa bà Quỳnh chạy trốn, Minh Cường đã nghi ngờ nhân cách của cô, nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cô chỉ là bộc phát, thì một tháng qua đã cho anh câu trả lời rõ ràng nhất. Hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của anh. Nhiều lúc anh nhớ cô tới mức phát điên. Buổi tối về phòng ngủ của anh giống như một cơn ác mộng,
Không được cô ôm, không có hơi ấm của cô, không có mùi hương quen thuộc của cô, anh không thể ngủ được. Trong đầu anh lúc nào cũng là câu hỏi hiện tại cô đang ở đâu, cô đang làm gì, có nhớ tới anh không? Minh Cường vốn dĩ là một người lạnh lùng ít nói. Chuyện xảy ra với Phương Thảo càng khiến anh không muốn giao tiếp với người khác. Cả ngày anh vùi đầu vào công việc. Ông nội, Minh Đại và Tùng đều rất lo lắng cho anh, nhưng bọn họ không biết làm cách nào để giúp anh trong chuyện này được. Minh Cường sực nhớ ra chuyện gì, quay qua hỏi Quân. Từ hôm Thảo mất tích, mẹ của Thảo có gọi cho mày không? Không, tao lo lắng cho mẹ nên cũng quên mất tiêu chuyện bà ta và món nợ của bà ta. Có khi nào Thảo mất tích liên quan tới bà ta không? Mày gọi cho bà ta xem thế nào. Quân lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi quốc tế. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói đon đả của bà Nguyệt. Chào con rể. Bất ngờ với xưng hô của bà Nguyệt nên một lúc sau Quân mới lên tiếng. Bà định giỡn mặt tôi đấy à? Bà nghĩ cho con gái của bà tới gặp tôi một lần là bà trút được khoản nợ 1 triệu đô hay sao? Bà Nguyệt ngập ngừng nói. Không, không phải cậu đã đồng ý đổi con gái tôi lên món nợ đó rồi à? Ai cần con gái của bà? Tôi cho bà cơ hội cuối cùng. Nếu đích thân bà về Việt Nam trả bằng tiền mặt cho tôi sẽ giảm cho bà 1/2 số tiền bà nợ tôi. Cậu cho tôi một chút thời gian suy nghĩ. Quân vừa cúp điện thoại thì điện thoại của Phương Thảo, Minh Cường đang giữ cũng đổ chuông. Anh nhanh chóng bắt máy. Alo, tôi muốn gặp Thảo. Vợ tôi đang tắm. Có chuyện gì lát nữa bà gọi lại. Hoặc bà có thể nói với tôi sẽ chuyển lại với vợ tôi. Vậy thì lát nữa tôi gọi lại. Bà Nguyệt cúp máy. Một lúc sau bà ta tiếp tục gọi lại. Nghe Minh Cường bắt máy, bà ta không nói gì thêm mà cúp máy. Sự việc cứ lặp đi lặp lại. Bà ta gọi cho Phương Thảo mà vẫn là Minh Cường bắt máy. Bà ta tức điên hét lớn vào điện thoại. Mày là thằng chó đẻ nào mà cầm máy của con gái tao hoài vậy? Ngày sau đó bà ta cúp máy. Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của bà Nguyệt cho Phương Thảo. Minh Cường nói với Quân và Tùng. Có lẽ bà ta nghĩ mày chịu lấy Thảo để gạt nợ, nên cả tháng qua bà ta không liên lạc gì với mày. Bà ta không hay biết gì đến chuyện Thảo mất tích hết. Tùng và Quân cũng gật đầu đồng ý với phán đoán của Minh Cường. Vì vậy ngày hôm sau, bà ta gọi cho Quân nói bà ta đồng ý về Việt Nam gặp anh để trả nợ. Các anh cũng không bận tâm. Hiện tại việc các anh bận tâm là sự an nguy của Phương Thảo và bà Quỳnh. Người giúp việc dẫn tôi và bà Quỳnh vào một căn phòng ngủ rộng lớn nằm ngay bên cạnh phòng khách, sau đó đưa cho tôi một bộ đồ để tôi thay cho bà. Cô đi tắm thay đồ đi. Bà Quỳnh cứ nhìn tôi mỉm cười mà không nói năng gì. Biểu hiện của bà lúc này khác hẳn vẻ hung dữ lúc nãy khi bà lao vào đánh bà Mỹ. Tôi thấy vậy lên tiếng lần nữa. Nếu cô không muốn tự tắm, vậy thì con tắm thay đồ cho cô nhé. Bà Quỳnh vẫn nhìn tôi cười ngây ngô như một đứa trẻ mà không nói bất kỳ lời nào, càng làm tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi đánh liều dẫn bà đi tắm gội. May mắn bà ngoan ngoãn hợp tác, với bà không hề gây khó dễ cho tôi. Lúc mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt vào, trông bà không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Trông bà vừa đẹp vừa phúc hậu. Tôi nghĩ khi còn trẻ chắc là bà đẹp lắm. Tôi vừa chải tóc cho bà, vừa nhìn bà qua gương hỏi. Tại sao cô bị nhốt trong lâu đài kia? Bà Quỳnh vẫn giữ thái độ im lặng. Ánh mắt của bà vẫn đặt trên người tôi qua gương. Tôi thấy vậy lại đặt một câu hỏi khác. Tại sao cô lại muốn trốn khỏi tòa lâu đài kia? Tôi muốn đi tìm con Mỹ. Lẽ ra vừa nãy cô và mọi người không nên cản tôi lại, để cho tôi đánh chết con đĩ đó mới phải. Bà ta làm gì cô mà cô gọi bà ta là đĩ? Còn đó nó cướp chồng tôi. Nghe bà Quỳnh nói, tôi vừa nghi ngờ vừa bất ngờ. Tôi từng nghe Minh Cường, Minh Đại và cả ông nội gọi bà Mỹ là đĩ vì bà ta là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ vợ chồng của vợ chồng ông Hùng. Và tôi tin điều đó bởi rõ ràng bà Mỹ đang chung sống cùng với ông Hùng. Thế nhưng bà Quỳnh nói bà Mỹ cướp chồng của bà thì tôi không biết rõ sự tình thế nào nên tôi cũng không bình luận. Thay vào đó tôi hỏi bà Quỳnh một câu hỏi khác để đánh giá mức độ thần kinh của bà. Vậy anh Quân là gì với cô? Nó là con trai của cô. Nghe bà Quỳnh nói, đầu óc tôi lập tức trở nên choáng váng, cả người tôi cũng run lên bần bật. Chiếc lược tôi đang cầm chài vào đầu bà Quỳnh cũng rớt xuống đất. Tôi cố bám giữ lấy thành ghế mà bà Quỳnh đang ngồi để không bị ngã xuống sàn nhà. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nghĩ có lẽ bà Quỳnh bị vấn đề về thần kinh không ổn định. Bà luôn đòi bỏ nhà đi, khiến Quân phải thuê đội ngũ vệ sĩ canh gác. Cả chuyện tôi phải để tư trang bên ngoài, có lẽ cũng chỉ nhằm mục đích cấm xâm phạm quyền riêng tư chụp hình, quay lén nếu bà Quỳnh không may phát bệnh. Vậy mà tôi không hiểu ngọn ngành lại đưa bà đi cùng. Hành động của tôi có khác nào một kẻ bắt cóc tống tiền không?
Tôi đã không có tiền để thay mẹ nuôi trả nợ cho anh ta. Tôi bỏ trốn khỏi nhà anh ta mà không nói với anh ta lời nào. Nay tôi còn cả gan mang cả mẹ của anh ta đi trước mặt bao nhiêu là vệ sĩ. Tội của tôi nặng lại càng thêm nặng. Nếu anh ta báo cảnh sát thì tôi cũng xác định bóc lịch mỏi tay. Sở yêu lý lịch của tôi vốn dĩ đã không trong sạch, nay vì hành động bồng bột này của tôi cũng bị nhuộm đen. Không những thế, pháp luật mà truy ra tôi và Minh Cường là vợ chồng hợp pháp thì anh và tập đoàn Cường Đại của gia đình anh cũng bị ảnh hưởng không ít. Rồi cả mối quan hệ thân cận của tôi và mấy đứa bạn thân của tôi cũng bị công an đào ra. Tưởng tượng tới cảnh vì tôi mà mấy đứa bị gọi lui tới đồn công an để lấy lời khai, tôi thấy mình là một đứa bạn thật tồi tệ. Tôi nghĩ mình nên ăn năn hối lỗi, sớm hy vọng vẫn còn kịp. Ít nhất nếu Quân không tha thứ cho tôi thì cũng chưa ảnh hưởng tới Minh Cường và gia đình của anh, chưa ảnh hưởng đến những người bạn thân của tôi. Mặc dù đang rất hoang mang, nhưng tôi cố tỏ ra vẻ bình thường nhất. Tôi ôm hai vai của bà Quỳnh nói: "Bây giờ cô đánh được bà Mỹ rồi, con đưa cô về nhà nhé." Bà Quỳnh vùng vằng hất tay tôi ra khỏi người bà. "Tôi không về, tôi phải ở lại đây. Chừng nào đánh chết con đĩ kia tôi mới về." "Con đưa cô về, mai con lại đưa cô tới." "Con trai của tôi không cho tôi ra khỏi nhà đâu. Tôi có về nhà thì nó cho người canh giữ cũng rất khó thoát khỏi đó, nên chẳng ngu gì mà tôi quay về." Nghe bà Quỳnh nói chuyện rất tỉnh táo, tôi nghĩ bà không hẳn bị điên. Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi bà, nhưng trước mắt tôi phải đưa được bà trả về cho Quân đã. Nhưng bà cứ nhất quyết không chịu, tôi đành phải nhờ sự giúp đỡ bên ngoài. Tôi nhớ lúc đi vào biệt thự này, có thấy hai anh vệ sĩ to con, có thể nhờ họ để họ phụ tôi đưa bà Quỳnh về. Thế nhưng khi tôi đi đến mở cửa, thì phát hiện cửa phòng không mở được mà đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi cố gắng áp tai nghe xem có ai ở bên ngoài không, nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Đập cửa mãi vẫn không thấy ai tới mở cửa, tôi nhận ra mình đã bị trí lừa gạt. Nhìn căn phòng rộng lớn nhưng kín như bưng, cửa nẻo được làm hai lớp, lớp ngoài làm bằng gỗ, lớp trong là song sắt chắc chắn. Tôi lập tức biến thành cái xác không hồn ngã vật xuống sàn nhà. Không hiểu tôi sinh vào cái ngày giờ gì mà cuộc đời của tôi lại là một chuỗi bi kịch. Vừa chào đời đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ, được nhận nuôi thì bị mẹ nuôi hiểu lầm có quan hệ tình cảm với ba nuôi. Khi tình yêu đầu của tôi dành cho Minh Cường mới chớm nở, lại bị mẹ tôi lừa bán cho Quân. Còn chưa kịp biết Quân là người tốt hay xấu, tôi lại bị Chí lừa nhốt vào đây. Từ nhỏ tới lớn, tôi không biết nói dối, thậm chí tôi chưa từng lừa lọc ai, dù chỉ là những điều nhỏ nho nhất. Vậy mà cuộc đời thật phũ phàng, đáp lại tôi toàn những dối trá ác nghiệt. Tôi không biết những ngày tháng tiếp theo của mình sẽ phải đối mặt với trò bẩn thỉu gì của mẹ con bà Mỹ, và còn có cả Hương, người yêu của Minh Cường nữa. Rồi vì tôi mà bà Quỳnh cũng bị ảnh hưởng. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bế tắc, càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán nản. Tôi cứ thế khóc như điên như dại. Tôi khóc thương cho số phận của mình. Tôi khóc vì bất lực. Tôi khóc vì không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Bà Quỳnh đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà không nói gì mà vòng tay ôm lấy tôi. Tôi biết thần kinh của bà không bình thường, nhưng dù là vậy tôi rất cần cái ôm của bà. Trong vòng tay của bà, tôi cứ thế khóc như một đứa trẻ. Tôi không biết mình đã ngồi khóc trong bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng động gõ cửa sổ gần đó tôi mới chồm người đứng dậy. Vì đứng dậy bất ngờ nên tôi loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã chúi đầu xuống. Tôi nhanh chóng mở chốt cửa sổ rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy cô giúp việc tôi liền nói: "Cô ơi, làm ơn mở cửa cho chúng tôi với." "Xin lỗi cô, tôi không có chìa khóa. Cậu chủ và bà chủ dặn tôi có nhiệm vụ bưng đồ ăn và nước uống cho hai người." Nói rồi bà ta vừa tuồn hai hộp cơm qua cửa song sắt rồi nói: "Đây là bữa tối của hai người." Tôi không bưng đồ ăn bà ta đưa mà hét vào mặt bà ta: "Cô nói với anh ta tôi không cần thứ này, thứ tôi cần là ra khỏi cái nơi chó chết này." "Cô thông cảm, tôi không có cách nào để liên lạc được với anh ta cả." Nói rồi bà ta quay lưng đi về phía phòng khách. Tôi áp mặt vào song sắt cửa sổ gào thét theo bóng lưng của bà ta: "Bà làm ơn giúp tôi nghĩ cách thoát ra khỏi đây được không? Bà có thể giúp tôi báo công an thằng Chí bắt cóc, giam giữ người trái phép được không?" Bà giúp việc như người câm điếc, không đáp lại lời tôi, mà bà ta cứ thế đi về phía phòng khách. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bà ta đâu, thì tôi gào lên trong vô vọng: "Bà có biết hành động của bà đang là tiếp tay cho tội phạm hay không? Bà có biết nếu anh ta bị bắt thì bà cũng phải ngồi tù không? Vì vậy, tôi mong bà hãy cảnh tỉnh ngay từ khi còn chưa muộn." Tôi biết mình có nói nữa thì cũng tự mình nghe nên đành thôi. Tôi chán chường tới mức không thèm đả động tới hộp cơm mà bà giúp việc đưa cho, mặc dù hiện tại tôi đang rất đói, bởi cảm giác đói không thể bằng cảm giác uất hận đang sôi sục trong tôi lúc này được.
Tôi lục lọi khắp căn phòng tìm kiếm, xem có lối nào giúp tôi thoát ra khỏi nơi này hay không. Nhưng có vẻ như căn phòng này đã được chuẩn bị với mục đích xấu xa, nên cửa sổ ở căn phòng này không phải được lắp đặt cửa kính theo kiểu hiện đại để lấy ánh sáng tự nhiên, mà được lắp hoàn toàn bằng cửa gỗ. Đã thế, họ còn làm thêm một lớp song sắt bảo vệ, nên bên trong có mở cửa sổ bên ngoài thì cũng không cách nào thoát ra được. Một hồi lâu sau, tôi chợt nghe giọng nói của Chí hỏi người giúp việc ở phòng khách. Cô nấu cho họ ăn tối chưa? Dạ rồi, thưa cậu chủ. Họ ăn nhiều không? Tôi để ở cửa sổ xong rồi đi chỗ khác nên không biết. Tôi nghe tiếng giày ngày càng gần nên đứng chờ sẵn ở cửa sổ, vừa nhìn thấy Chí tôi liền nói. Nếu trước đây tôi có gì không phải với cậu, mong cậu bỏ qua. Tôi xin cậu hãy thả chúng tôi ra khỏi đây. Chí không trả lời tôi, mà cầm lấy hai hộp cơm nằm trên bệ cửa sổ. Sau đó anh ta hướng phòng khách giống to. Cô Hải. Dạ, thưa cậu chủ. Cô Hải giúp việc nhanh chóng đi lại trước mặt Chí. Anh ta giơ hai hộp cơm trước mặt bà ta hỏi. Tôi nói, cô nấu ăn cho hai người họ. Tại sao cô lại mua cơm hộp? Số tiền 20 triệu tôi đưa cho cô, không đủ để cô mua đồ nấu ăn hay sao? Cô Hải run rẩy đáp lại. Tại chỉ có hai người đó ăn, nên tôi ra tiệm mua cơm cho nhanh à? Dẹp ngay đi, rồi nấu đàng hoàng cho họ ăn. Tôi cảnh cáo cô, nếu bạn gái tôi mà sút 1 kg, tôi lẻo 1 ký thịt trên người cô xuống đấy. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Bà Hải nhanh chóng cầm lấy, đem hai hộp cơm từ tay Chí rồi đi khỏi. Nghe cuộc đối đáp của Chí với bà Hải, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi hét vào mặt anh ta. Ai là bạn gái của cậu? Cậu nên nhớ tôi là vợ của anh hai cậu đấy. Cậu nhanh thả tôi ra khỏi đây ngay. Nếu anh hai của cậu với ông nội mà biết cậu nhốt tôi ở đây, họ không tha cho cậu đâu. Mặc cho tôi bất bình cỡ nào, Chí vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn tôi nói. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Việc này anh sẽ thu xếp ổn thỏa nên em yên tâm. Việc của em bây giờ là tập trung ăn uống thật tốt, chờ ngày anh lên đây đoàn tụ với em. Cứ cho là trước đây tôi đắc tội với cậu, nay tôi thành tâm xin cậu tha lỗi cho tôi. Cậu hãy thả tôi ra khỏi đây đi, tôi hứa sẽ không bao giờ đụng chạm gì tới cậu hết. Những gì mà tôi nghe được, thấy được về xuất thân của cậu, tôi tuyệt đối không nói lại cho người thứ hai biết đâu. Em không có lỗi gì với anh hết, nên không cần phải xin lỗi. Người có lỗi ở đây là ba mẹ của em, bởi vì họ đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp tới mức anh không thể kìm lòng được. Anh không muốn em là của bất kỳ ai khác, đó là lý do anh phải nhốt em ở đây. Dứt lời, anh ta vừa nhét những túi sách qua khe cửa sổ vừa mỉm cười nói. Còn đây là đồ anh mua cho em. Em chờ anh ít ngày, anh sẽ lên đây sống cùng với em nhé. Nghe Chí nói mà tôi chỉ muốn tát vào miệng của cậu ta một cái. Tôi ném những túi đồ ngược lại vào người anh ta. Cậu đúng là bị điên thật rồi. Tôi ghét cậu, tôi căm thù cậu. Tôi không muốn sống cùng với cậu có hiểu không? Cậu nhanh thả chúng tôi ra ngoài ngay. Chí nhặt lại những túi đồ tôi ném nhét trở lại qua song sắt. Em ngoan ngoãn hợp tác với anh đi, đừng gào thét làm gì tốn sức. Tôi xin cậu, nếu cậu không thả tôi ra thì cậu thả cô Quỳnh ra được không? Cô ấy không liên quan gì tới tôi hết. Xin lỗi, anh không thể đáp ứng được yêu cầu này của em. Nói rồi Chí xoay người rời đi. Cậu đứng lại đó cho tôi, đồ hèn mọn. Cậu có giỏi thì mở cửa ra, nói chuyện đàng hoàng với tôi xem. Nghe tiếng nổ động cơ xe ô tô, tôi nghĩ Chí đã đi khỏi nên tôi nhận ra một điều. Những ngày đen tối trong cuộc đời của tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi khóc tới mức lả đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, còn bà Quỳnh ngồi bên cạnh đang vuốt ve gương mặt của tôi với vẻ mặt rất khác lạ mà tôi chưa từng gặp. Kiểu như chứa đựng cả bầu trời yêu thương ở trong đó. Trong đầu tôi liền đặt ra câu hỏi, ai là người đã mang tôi nằm trên giường ngay ngắn như vậy? Tôi nhớ rõ lúc Chí rời đi, tôi ngồi thụp xuống ngay dưới cửa sổ khóc. Nhìn thấy tôi mở mắt, bà Quỳnh quan tâm hỏi, con gái cưng của mẹ thức dậy rồi à? Nghe bà Quỳnh nói, tôi thầm nghĩ bà ta lại phát bệnh nữa rồi. Có lẽ bà ta nghĩ tôi là con gái của bà ta, nên chính bà ta đã bế tôi lên giường. Bà Quỳnh nhìn bà Hải đang đứng bên ngoài cửa sổ nói, bà đi pha cho tôi bình sữa, để tôi cho con gái của tôi ăn. Cô chủ là người lớn, sao bà lại cho uống sữa? Nếu cô ấy tỉnh rồi, để tôi đi lấy cơm mang lên cho cô ấy ăn. Nếu cô ấy mà sụt ký thì cậu chủ sẽ hỏi tội tôi đấy. Nghe bà Hải nói, bà Quỳnh cao giọng, tôi nói bà đi pha sữa cho con gái tôi thì bà đi đi, còn đứng đó nhiều chuyện cái gì, nó mà đói rồi khóc là tôi đuổi việc bà đấy. Tôi nghĩ bà Hải không biết bà Quỳnh bị vấn đề về thần kinh, nên tôi nói xen vào, con không muốn uống sữa.
Con không uống sữa là không lớn được đâu. Nghe lời mẹ, uống sữa cho nhanh lớn, mẹ thương nha con gái cưng của mẹ. Nói rồi bà Quỳnh quay qua nạt bà Hải. Sao bà còn đứng đó, đi pha sữa ngay đi. Chuyện bị nhốt trong căn phòng kín như một tù nhân đã khiến tôi vô cùng chán nản. Lại thêm bị nhốt cùng với người phụ nữ có thần kinh không bình thường khiến tôi càng nhụt chí. Tôi đành chiều theo ý của bà Quỳnh, nói với bà Hải đứng bên ngoài cửa sổ. Cô ra tạp hóa, mua mấy lốc sữa về đưa cho cô ấy cho yên chuyện. Bà Hải sợ tôi xảy ra chuyện nên nghe lời răm rắp. Lúc bà đưa cho bà Quỳnh liền quát lớn. Bà có biết chăm sóc trẻ con không đấy? Bà đi mua loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh rồi pha vào bình ấy. Ai bảo bà mua sữa này? Sữa này con gái của tôi uống vào đau bụng thì phải làm sao? Bây giờ là giữa đêm, gọi mãi quán tạp hóa mới mở cửa bán cho mấy lốc sữa này. Sáng mai tôi mua sữa dành cho trẻ sơ sinh được không? Bà Quỳnh định lên tiếng nạt bà Hải thì tôi lên tiếng trước. Mẹ ơi, con thích uống sữa này. Bà Quỳnh nghe tôi nói vậy thì không cố chấp chửi bà Hải nữa. Nếu không để hai người họ lời qua tiếng lại lúc nửa đêm, tôi nghĩ mình cũng sẽ phát điên mất. Lúc tôi uống sữa, bà Quỳnh vừa nhìn tôi vừa nói chuyện, giống như các bà mẹ thường nói chuyện với đứa con mới sinh của mình. Vừa nói bà vừa tặc lưỡi. Ừ, con gái mẹ ngoan nhá, con gái mẹ hay ăn chóng lớn, mẹ thương nhá. Nghe bà Quỳnh nói chuyện kiểu đó, tôi thiếu chút nữa thì sặc sữa. Hơn 20 tuổi đầu, lại đóng vai một đứa trẻ sơ sinh kỳ thực không dễ chút nào. Lúc uống sữa xong tôi hỏi bà, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ sợ con thức sẽ khóc quấy, nên tranh thủ lúc con ngủ mẹ ăn rồi. Câu trả lời của bà Quỳnh cũng khiến tôi yên tâm phần nào, vì bà nghĩ tôi là một đứa trẻ sơ sinh, nên bà có những lời nói và hành động không khác gì một bà mẹ đang chăm con mọn. Uống xong sữa tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, bà Quỳnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Bà ngắm tôi ngủ một lúc rồi bà cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc nghe tiếng thở đều đều của bà tôi mới dám mở mắt ra, nhìn bà nằm bên cạnh tôi lại nhớ tới Minh Cường. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, không biết anh có nhớ tới tôi không, có lo lắng khi không thấy tôi không. Càng nghĩ tới anh tôi càng nhớ anh tới mức phát điên, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ đôi mắt đen sâu thẳm, nhớ gương mặt đẹp trai, nhớ tất cả mọi gì thuộc về anh. Tôi nằm đếm kim giờ đồng hồ trên tay nhích từng chút để mong thời gian qua đi. Tôi tự nhủ đếm đến 1.000 sẽ được gặp Minh Cường. Thế nhưng tôi đếm tới sáng, không biết bao nhiêu cái 1.000 vẫn không thể thấy được anh. Thậm chí tôi mong mình có thể chợp mắt một lúc để thấy anh ở trong mơ, nhưng cũng không tài nào chợp mắt nổi. Ngày hôm sau, lúc bà Hải đưa đồ ăn sáng cho chúng tôi năn nỉ bà ta. Cô cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Xin lỗi tôi không thể cho cô mượn được. Gia đình tôi rất nghèo, chồng và con của tôi bị thần kinh nằm một chỗ. Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi, nên tôi phải chấp nhận làm việc thất đức này. Nếu không làm thì người khác làm, họ sẽ vẫn hành xử như vậy thôi. Vì vậy, mong cô hiểu cho tôi. Tôi rất nhớ chồng của tôi. Tôi đọc số điện thoại cho cô bấm số. Tôi chỉ cần nghe ngay nói một tiếng thôi cũng được. Cậu chủ nói với tôi, cậu ấy đã cài phần mềm gì đó vào điện thoại. Chỉ cần tôi gọi cho ai là nó tự động báo về máy của cậu ấy. Vì vậy mong cô thông cảm, đừng làm khó tôi. Hy vọng nhỏ nhoi của tôi được nghe giọng nói của Minh Cường cũng vụt tắt. Tôi không nghĩ anh lại ảnh hưởng đến tôi lớn như vậy. Không được thấy anh một ngày tôi đã nhớ tới mức muốn phát điên lên rồi. Từng ngày trôi qua, tôi có cảm giác cuộc sống của tôi đang đến gần hơn với địa ngục. Nếu như không bị nhốt trong 4 bức tường này, tôi đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên của mình. Nếu không bị nhốt trong 4 bức tường này, tôi vẫn đang được chung sống với anh chồng hờ đẹp trai tới mức bức người của mình. Chỉ không ngờ mọi thứ lại kết thúc một cách không ai ngờ như vậy. Bà đứa bạn thân của tôi chắc bây giờ đang lo cho tôi lắm. Không biết Minh Đại sẽ nói gì với Nam về chuyện của Nhung và Tùng. Không biết khi Nam biết chuyện đó phản ứng của cậu ra sao. Rồi không biết khi Nhung biết chuyện Nam dành tình cảm cho mình thì phản ứng của cậu thế nào. Tôi muốn chứng kiến hết thảy những khoảnh khắc vui buồn của những người bạn thân, những người luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn. Chúng tôi còn hứa khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, chúng tôi sẽ cùng nhau đi phượt khắp địa danh nổi tiếng của Việt Nam để chụp hình kỷ yếu trước khi bước vào cuộc sống kiếm tiền bộn bề lo toan. Giờ đây, tất cả những dự định tốt đẹp đó vì tôi mà đang dần tan vào mây khói. Những ngày sau đó, bà Quỳnh xem tôi như đứa con gái mới sinh của bà chăm sóc tôi từng ly từng tí rất tận tụy. Tôi không hề khó chịu với sự chăm sóc của bà, thậm chí tôi còn cảm giác rất hạnh phúc. Chỉ có điều bà Quỳnh ép tôi uống sữa nhiều khiến tôi rất ngán.
Cũng may khi tôi nói với bà tôi đã lớn, có thể ăn cơm, bà cũng không bắt tôi uống sữa nữa. Vào buổi tối một tuần sau đó, có hai người xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Cả hai người họ đều hóa trang kín mít, không hở một chút nào, kể cả mắt của họ cũng mang kính màu đen. Một người giơ tờ giấy A4 về phía tôi qua song sắt nói: "Đây là giấy ủy quyền thừa kế 10% cổ phần tập đoàn Cường Đại tôi đã soạn sẵn. Cô ký rồi điểm chỉ vào đây, tôi sẽ thả cô ra." Thì ra một trong hai người họ là bà Mỹ. Tại sao hai người họ phải cải trang thế kia? Tôi còn đang băn khoăn người còn lại là ai thì nghe Hương nói với điệu bộ nhõng nhẽo: "Kìa mẹ, con còn chưa nối lại tình cảm được với anh Cường mà mẹ đã thả cô ta ra thì con phải làm sao?" Bà Mỹ tháo kính và khẩu trang quay sang nhìn Hương mỉa mai: "Vợ của nó không ở bên cạnh nó cả tuần nay mà cô không biết đường tận dụng thời cơ, còn khóc than cái gì?" "Mẹ bảo con phải tận dụng thế nào khi con mới đi tới cổng nhà mẹ đã bị vệ sĩ nhà mẹ đuổi đi. Nếu bị chặn ở cổng thì chuyển sang đầu đường đứng đón, thậm chí là tới cả nơi làm việc tìm cơ hội tiếp cận nó, cứ ăn mặc mát mẻ vào. Đàn ông là loại động vật nói chuyện bằng chi dưới, vì vậy mình phải vận dụng vốn tự có để đưa nó vào chồng. Nó có thể từ chối cô một lần, nhưng không thể từ chối cô nhiều lần được. Cô hiểu ý tôi không?" Nghe bà Mỹ nói chuyện với Hương, bà Quỳnh liền cầm chiếc ly nước ném thẳng vào mặt bà ta: "Còn đĩ kia, mày dùng thủ đoạn này cướp chồng của tao phải không? Mày dùng cách đê tiện này để phá hoại hạnh phúc của gia đình tao. Bây giờ mày lại tính cướp con của tao nữa à?" Bà Mỹ bất ngờ bị ném trúng, la lên một tiếng thất thanh. Tôi nhìn thấy cả tia máu phụt ra từ vị trí thái dương, còn có cả dòng máu chảy như suối chảy xuống mặt bà ta nữa. Ngay sau đó bà ta gục xuống bên cạnh cửa sổ. Tay của bà ta vẫn còn vắt qua song sắt. Tờ giấy A4 bà ta cầm trên tay bị máu phun vào thấm đỏ rơi xuống sàn nhà. Hường hốt hoảng đỡ lấy bà Mỹ: "Có ai đó giúp tôi với." Bà Hải nhanh chóng có mặt, nhìn thấy bà Mỹ máu chảy lanh láng, bà ta hốt hoảng nói: Cô, gọi cậu chủ tới đưa bà đi cấp cứu đi. Tôi không có số điện thoại của anh ta, với lại anh ta đang bị người giám sát rất chặt, không dám tới đây đâu. Hôm nay chúng tôi phải cải trang nhiều lần, thay mấy chiếc xe đánh lạc hướng chúng nó. Tới bây giờ chúng tôi mới cắt được đuôi để tới đây. Bà giúp tôi đưa mẹ ra xe, tự tôi chở mẹ đi cấp cứu. Bà Mỹ vừa được đưa đi, bà Quỳnh liền nhìn chúng tôi cười nói: "Mẹ giết được con đĩ kia rồi, từ nay sẽ không sợ nó phá hoại hạnh phúc gia đình ta nữa. Con gọi bà với anh con tới đón chúng ta về nhà đi." Nhìn nụ cười hồn nhiên ngây ngô của bà Quỳnh mà tim tôi nhói lên, tưởng chừng như bị ai đó bóp chặt đến mức không thể thở nổi. Bà bị vấn đề về thần kinh, không ý thức được chuyện mình vừa gây ra nguy hiểm tới mức nào, vậy mà bà còn vui vẻ khoe với tôi như vậy. Tôi không biết bà Mỹ đã gây ra chuyện gì với bà Quỳnh đến mức để lại mối hằn thù sâu trong tâm trí của bà tới mức muốn giết người như vậy. Mà người tiếp tay cho hành động của bà lại chính là tôi. Nếu bà Mỹ xảy ra chuyện lớn liên quan đến tính mạng của bà ta thì tôi là người chịu trách nhiệm chứ không phải là ai khác. Sự việc diễn ra càng ngày càng theo chiều hướng xấu, khiến tôi không dám mơ mộng gì về tương lai của mình nữa. Tôi chỉ biết ôm lấy bà Quỳnh dỗ dành bà: "Mẹ, chúng ta ở đây thêm ít ngày rồi anh với ba của con tới đón chúng ta nhé." Bà Quỳnh nhìn tôi mỉm cười gật đầu, bà hoàn toàn không biết tôi đang lừa gạt bà. Những ngày sau đó, Trí và bà Mỹ không ai tới chỗ của chúng tôi nữa. Tôi dò hỏi tình hình của bà Mỹ qua bà Hải. Bà ta nói lúc đó bà ta phụ Hương đưa bà Mỹ ra xe, sau đó thì không ai nói gì cho bà ta biết về tình hình của bà Mỹ nữa. Hai vệ sĩ và bà ta đều nhận tiền lương qua tài khoản, ai là người đứng ra chuyển tiền bà ta cũng không hay biết. Bà Hải còn tiết lộ thỉnh thoảng vẫn có người đàn ông nhìn giống Trí tìm tới đây, nhưng ông ta chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài cổng mà không có hành động gì. Hơn một tháng sau, lúc mà tôi chẳng còn hy vọng gì nữa, bỗng nhiên nghe một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói được phát qua loa phóng thanh cầm tay hay loa kẹo kéo gì đấy, nên nghe có tiếng vang vang. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhận ra người nói đó là ai, bởi giọng nói này tôi vô cùng quen thuộc. "Mỹ, hai ngày nay tao im lặng đứng trước nhà đợi mày, nhưng mày lại không biết điều. Mày có tin, nếu mày còn không xuất hiện, tao cho cả thế giới biết thủ đoạn mày cướp chồng của người ta thế nào không? Bây giờ là 8 giờ sáng, tao cho mày 2 tiếng đồng hồ. Mày nhớ nhá, đến 10 giờ sáng mà mày không xuất hiện thì đừng có trách tao." Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi cần lời giải đáp. Mẹ nuôi của tôi về nước khi nào? Mẹ về nước để làm gì? Mẹ có biết tôi bị mất tích không? Mẹ tôi cũng quen biết với bà Mỹ sao? Nghe mẹ tôi cảnh cáo bà Mỹ thì bà Quỳnh bỗng nhiên cười lớn: "Con Mỹ nó chết mất xác rồi.
có ngồi đó gọi nó cả đời nó cũng không xuất hiện, chứ đừng nói đến 2 tiếng. Nói rồi bà Quỳnh lại cười lớn một tràng nữa, khiến khắp người tôi nổi hết cả da gà lên. Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn bà Mỹ chết, nhưng tôi lại không muốn bà ta xuất hiện sớm hơn 2 tiếng mà mẹ nuôi tôi ra điều kiện. Tôi muốn biết được cái cách mà bà Mỹ giật ông Hùng từ tay của mẹ Minh Cường, từ miệng mẹ nuôi tôi nói ra. Cái cách mà bà ta điều khiển được ông Hùng, khiến ông nghe lời bà ta răm rắp là thế nào mà suốt mấy chục năm qua, như lời Minh Cường từng hỏi ông, khi nào ba mới tỉnh ngộ. Tôi chờ đợi 2 tiếng đồng hồ, mẹ tôi đưa ra điều kiện với bà Mỹ mà hồi hộp tới mức cứ ngỡ mình là người trong cuộc. Tôi vừa cầu nguyện cho bà Mỹ còn sống đến gặp mẹ nuôi của tôi, vừa cầu nguyện bà ta tới muộn một chút để tôi nghe được những lời mẹ nuôi của tôi nói về bà ta. Nếu như những lần cầu nguyện trước của tôi chưa bao giờ thành sự thật, thì lần cầu nguyện chẳng liên quan gì tới tôi này, ông trời đã nghe được và biến nó thành sự thật. Đúng 10 giờ sáng, giọng nói lanh lảnh quen thuộc của mẹ nuôi tôi, giọng nói từng khiến hàng xóm cũ của gia đình tôi sợ khiếp vía, đã vang lên trên loa, chĩa thẳng vào biệt thự chúng tôi đang bị nhốt. Cơ hội tao dành cho mày đã hết nha con đĩ Mỹ kia. Tao không đến tập đoàn Cường Đại để tìm thằng Hùng là nhân nhượng với mày lắm rồi, vậy mà mày lại không biết điều, đúng là đồ ăn cháo đá bát. Mày nhờ tao tìm cho mày khách VIP, tìm được cho mày thằng Hùng giám đốc tập đoàn Cường Đại, mày lại được nước nhờ tao lên kế hoạch lừa hắn. Mày hứa nếu mày làm bà chủ của tập đoàn Cường Đại, mày sẽ không bao giờ quên ơn tao. Và tao tin lời mày, tao đã giúp mày quay clip sách mày với một thằng đàn ông khác, rồi thuê người ghép mặt thằng Hùng vào. Mày dùng clip đó để phá nát gia đình nó, để điều khiển nó suốt mấy chục năm qua. Thậm chí tao còn giúp mày làm giấy xét nghiệm ADN giả, chứng minh thằng Chí là con ruột của thằng Hùng, khiến hắn phải nuôi con tu hú suốt mấy chục năm trời. Bây giờ mày đạt được mục đích rồi, bây giờ mày làm bà chủ tập đoàn Cường Đại rồi, mày lại vô ơn bội nghĩa không cần đến tao nữa chứ gì. Để tao xem, thằng Hùng khi biết được bộ mặt thật của mày, thì mày còn đất sống không nhá? Thì ra trước đây, bà Mỹ từng là gái mại dâm được mẹ tôi chăn dắt. Để đưa ông Hùng vào chồng, hai người đã sử dụng kế bẩn là ghép clip sách để điều khiển ông Hùng, thậm chí còn làm cả giấy chứng nhận ADN giả nữa. Hèn gì mỗi lần bà Mỹ bị Minh Cường đánh, hay mỗi lần bà ta bị ông nội lên lớp, tôi thấy biểu hiện của ông Hùng đều rất rừng rưng. Đó là cách để bà ta bước chân vào nhà Minh Cường. Cũng có thể bà ta dùng clip đó để ép ông Hùng nhượng lại toàn bộ cổ phần lẫn chức vụ tại tập đoàn Cường Đại cho Chí. Tôi suy đoán có thể ông Hùng biết rõ Chí không phải con ruột của mình, nhưng ông vẫn phải im lặng nuôi con của tu hú, vì ông bị bà Mỹ nắm lấy phần yết hầu, khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Tôi cứ ngỡ mẹ nuôi của tôi đi thẳng tới tập đoàn Cường Đại để tố cáo bà Mỹ với ông Hùng, không ngờ lại nghe giọng của bà Mỹ nói vọng vào trong loa. Mày đi đâu đấy? Tao tưởng mày không đến, tao tính đến tập đoàn Cường Đại tìm thằng Hùng chứ còn đi đâu nữa. Mày tắt cái loa giùm tao đi. Sau đó thì tôi không nghe gì nữa. Một lúc sau, tôi lại nghe giọng nói rất nhỏ của hai người vang lên từ phòng khách. Mẹ tôi hỏi bà Mỹ, mày đi đâu mà ăn mặc giống như ninja thế này? Tao có người theo dõi, nên rất khó tới gặp mày, chứ không phải tao không muốn gặp mày. Tôi lại nghe mẹ tôi hét lên, mày bị thằng Hùng đánh hay sao mà trán mày có vết sẹo ghê thế kia? Không, mày về Việt Nam tìm tao có chuyện gì nói nhanh đi, tao không có thời gian tám chuyện với mày lâu đâu. Tao làm ăn thua lỗ, nợ 1 triệu tiền hàng, mày cho tao để tao trả nợ cho họ, nếu không họ kiện tao lên tòa án liên bang Mỹ thì tao chỉ có nước chết thôi, hôm nay là hạn chót rồi. Mày tưởng tao nhiều tiền lắm hay sao mà mày xin 1 triệu đô la? Phu nhân tập đoàn 1000 tỷ, đến tỷ đô cũng có, chứ đừng nói đến 1 triệu đô. Tao nói thật đấy, tao không có số tiền lớn như vậy đâu. Không có thì cho tao 20 tỷ, nếu thiếu mấy tỷ tao sẽ xin họ khất nợ. 20 tỷ tao cũng không có. Tóm lại mày có thể cho tao bao nhiêu? Không nghe bà Mỹ trả lời mà nghe mẹ tôi lên tiếng. Như vậy đi, nếu mày không có 15 tỷ cho tao, thì tao đến tìm gặp ông Hùng để xin vậy. Được rồi, mày đi với tao ra ngân hàng tao rút cho. Nghe bà Mỹ nói tôi cuống lên, tôi suy nghĩ không biết có nên gọi mẹ tôi để cầu cứu hay không. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi quyết định không gọi, bởi vì bà đã bán tôi để gán món nợ 1 triệu đô la, vì bà tôi mới bị nhốt ở đây. Hiện tại bà Mỹ cho mẹ tôi 15 tỷ, nếu tôi có cầu cứu thì với bản tính của mẹ tôi, bà cũng chẳng bỏ qua số tiền lớn đó để cứu tôi đâu. Mày ra xe trước đợi tao ngoài đó. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa chính phòng của tôi, ngay sau đó là giọng của bà Mỹ. Thảo, mày đã ký tờ giấy hôm trước tao đưa chưa? Nếu ký rồi thì đưa qua khe cửa ra đây, rồi tao mở cửa cho chúng mày ra ngoài. Bà Mỹ vừa dứt lời,
Bà Quỳnh liền cầm chiếc ghế gỗ phăng mạnh vào cửa chính. Con kia, mày còn chưa chết à? Mày không có bản lĩnh ló mặt ra đối mặt với tao, mà mày còn đứng núp ở đó làm gì? Để tao xem mày núp được bao lâu. Bà Quỳnh vẫn kích động, đập ghế liên tục vào cánh cửa. Tôi không còn nghe bà Mỹ nói nữa. Một lúc sau lại nghe tiếng khởi động xe ô tô. Có lẽ bà ta đã đi khỏi rồi. Vì lực đập của bà Quỳnh rất mạnh, khiến cánh cửa chính của phòng chúng tôi bất ngờ đổ sập xuống, bên ngoài gây ra tiếng động rất lớn. Tôi lập tức dẫn theo bà Quỳnh chạy ra ngoài hướng phòng bếp. Tôi tìm một con dao đưa cho bà, còn tôi cũng cầm một con dao khác. Chúng tôi còn chưa đi ra khỏi phòng bếp thì hai anh vệ sĩ to cao đã xuất hiện trước mặt. Vừa lúc này bà Hải cũng đi chợ về, trên tay của bà còn xách rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Một anh vệ sĩ chĩa rủi cui về phía chúng tôi nói, hai người ngoan ngoãn bỏ dao xuống, đừng để chúng tôi phải ra tay. Một tay của tôi lúc này khoác lấy một tay của bà Quỳnh, tay còn lại tôi cầm dao chĩa về hai anh vệ sĩ. Tôi nói nhỏ với bà Quỳnh, con muốn đưa mẹ về với ba và anh của con, nhưng mấy người này không cho đi, mẹ giúp con đánh lại họ nhé. Nếu họ cản trở mẹ, mẹ cầm dao này chống lại bọn họ nhé. Tôi vừa dứt lời, bà Quỳnh liền vung dao chém mạnh về phía hai anh vệ sĩ, khiến hai người họ không dám áp sát chúng tôi nữa mà lùi ra sau. Hành động của bà Quỳnh làm bà Hải ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai anh vệ sĩ cao to lùi một bước thì chúng tôi tiến một bước. Ra đến phòng khách rộng rãi một chút, anh chắn phía trước chúng tôi còn một anh thủ phía sau. Mỗi người đều lăm lăm chĩa rủi cui về phía chúng tôi, nhằm ngăn không cho chúng tôi ra khỏi biệt thự. Hai người thay phiên nhau nói qua lại. Hai người bỏ dao xuống, ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi. Nếu hai người không chịu hợp tác, chúng tôi buộc phải ra tay đấy. Cậu chủ dặn không cho hai người ra ngoài, vài ngày nữa cậu chủ tới ở với cô. Hai người dừng ngay lại. Tôi vừa cảnh giác anh vệ sĩ chắn phía trước cửa, vừa kéo theo bà Quỳnh cùng di chuyển ra khỏi biệt thự. Tôi nói với anh vệ sĩ đứng đối diện với tôi. Các anh biết rõ, các anh đang tiếp tay cho tội ác, vậy mà các anh còn ngoan cố hành động sao? Chúng tôi chỉ làm theo lời của cậu chủ thôi. Anh ta cho các anh tiền rồi, anh ta nói các anh giết người cũng làm sao? Không, nếu vậy thì các anh để chúng tôi đi khỏi đây, chúng tôi sẽ không tố giác với công an đâu. Xin lỗi, chúng tôi không thể để hai người đi được, hai người nhanh bỏ dao xuống đi. Nói rồi, anh ta vụt rủi cui vào chiếc dao tôi đang cầm trên tay. Tôi đoán được ý đồ của anh ta, nhanh chóng di chuyển dao khiến anh ta vụt vào không khí. Lúc tôi di chuyển ra khỏi phòng khách, tôi nghe tiếng dao của bà Quỳnh chạm vào tiếng rủi cui của anh vệ sĩ thủ phía sau phát ra tiếng leng keng không ngừng, giống như bà Quỳnh và anh vệ sĩ đang đấu kiếm. Tôi vừa cảnh giác anh vệ sĩ phía trước vừa nói với bà. Mẹ nhớ cầm chắc dao nhé, tuyệt đối mẹ không được làm rớt con dao đó đâu. Nếu không chúng ta sẽ bị họ bắt nhốt lại, chúng ta sẽ mãi mãi không được gặp ba và anh của con nữa đâu. Tụi mày dám bắt nhốt mẹ con tao à? Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Bà Quỳnh vừa dứt lời, tôi nghe tiếng va chạm leng keng càng ngày càng nhanh, một lúc sau thì im bặt, rồi lại có tiếng gì đó rơi xuống sàn nhà, sau đó tiếng anh vệ sĩ hét lên thất thanh. Nhìn thấy nét mặt của anh vệ sĩ phía trước bỗng nhiên tái đi, tôi đoán anh vệ sĩ phía sau đã bị bà Quỳnh chém trúng. Mà anh ta bị chém trúng ở đâu tôi không cần quan tâm. Lúc này tôi chỉ quan tâm làm thế nào để ra khỏi nơi đáng nguyền rủa này một cách nhanh nhất có thể. Tôi kéo bà Quỳnh di chuyển với tốc độ nhanh hơn về phía cổng biệt thự. Tại cô không hợp tác nên tôi đành phải ra tay với cô. Dứt lời, anh vệ sĩ phía trước đánh liên tiếp vào con dao tôi đang cầm. Tôi cũng không biết lấy đâu ra tự tin, lấy đâu ra sức mạnh đấu lại với anh ta, không khác gì một võ sĩ đấu kiếm thực thụ. Bà Quỳnh thấy tôi bị tấn công thì quay lại giúp tôi. Tôi thấy vậy, vừa đánh lại tên vệ sĩ vừa nói với bà. Mẹ canh chừng tên vệ sĩ kia đi, để người này cho con. Nếu không anh ta đánh lén từ phía sau chúng ta chết đấy. Giọng bà Quỳnh đáp lại tôi đầy tự hào. Con gái yên tâm, mẹ chém đứt mấy ngón tay của hắn rồi, hắn không thể đánh chúng ta được nữa đâu. Nhận diện tình hình lúc này chỉ còn phải đối mặt với một anh vệ sĩ phía trước, lại có cả bà Quỳnh hỗ trợ, tôi lại càng yên tâm hơn. Đã thế, tôi còn thấy hai cánh cổng chính đang mở toang. Có lẽ lúc nãy xe của bà Mỹ đi ra, hai anh vệ sĩ chưa kịp đóng lại thì nghe tiếng bà Quỳnh đập phá bên trong nên họ chạy vào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu tôi không biết tận dụng lúc này thì chúng tôi sẽ mãi mãi bị nhốt ở cái nơi đáng sợ, đáng nguyền rủa hơn cả ngục tù này. Nghĩ tới đây, tôi vươn mạnh tay chém về phía anh vệ sĩ, khiến mũi dao sượt một đường vào anh ta. Bị tôi đánh trúng, anh vệ sĩ càng hăng máu đánh về phía chúng tôi. Cú đánh rủi cui của anh ta về phía chúng tôi càng nhanh càng mạnh, khiến con dao từ trên tay bà Quỳnh rơi xuống đất. Tôi dừng bước che chắn thì bà Quỳnh nhặt dao lên. Anh vệ sĩ thấy vậy, chớp cơ hội chĩa rủi cui vào thẳng đầu bà Quỳnh.
Tôi có chưa đến một giây để đưa ra quyết định. Nếu bà Quỳnh xảy ra vấn đề gì, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa tội cũng không hết. Vì vậy, lúc anh vệ sĩ đang tập trung vào bà Quỳnh, tôi vung một nhát dao chí mạng vào bắp tay của anh ta, khiến anh ta đau tới mức lập tức buông rủi cui ra. Máu trên tay anh ta bắn xối xả lên đầu bà Quỳnh. Anh vệ sĩ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Cô dám chém tôi? Từ nhỏ tới lớn, tôi không dám làm tổn thương một con kiến. Vậy mà giờ đây tôi có thể ra tay chém người. Nhìn máu từ tay anh ta phụt vào đầu bà Quỳnh nhiều tới mức chảy cả xuống mặt của bà, tôi sợ tới mức tím tái mặt mày, cả người tôi run rẩy không thể bước tiếp. Đi thôi con. Bà Quỳnh kéo tôi chạy ra khỏi biệt thự, còn tôi cứ thế vô thức chạy theo bà. Hai người dừng lại, không được chạy. Một trong hai anh vệ sĩ vừa ôm lấy cánh tay vừa chạy theo chúng tôi la lên. Bà Quỳnh luôn miệng hô lớn. Cứu, cứu, có ai không? Cứu, cứu. Cứu mẹ con chúng tôi với. Bọn chúng muốn hãm hại mẹ con chúng tôi. Chúng nó muốn bắt giam chúng tôi. Người dân nghe bà Quỳnh hô lớn thì chạy ra xem đông đen cả con hẻm nhỏ. Anh vệ sĩ thấy vậy không dám chạy theo chúng tôi nữa. Người dân vây quanh tôi và bà Quỳnh, mỗi người hỏi một câu khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Cô này máu chảy nhiều như vậy có bị thương nặng không? Có cần tới bệnh viện hay không? Hai người ở đâu tới đây? Tại sao hai người lại bị họ đuổi bắt? Họ đặt nhiều câu hỏi tới mức tôi không biết trả lời ai trước. Tôi chỉ tay vào phía trong con hẻm nói. Làm ơn báo công an giúp chúng tôi. Họ bắt nhốt chúng tôi hơn một tháng trời trong căn biệt thự kín cổng cao tường trong kia. Căn biệt thự lớn mà có tường rào vây quanh cao 3 mét phải không? Tôi gật đầu. Bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Lúc mọi người né sang hai bên đường để xe chạy qua, tôi nhìn thấy Chí từ trên xe bước xuống. Anh ta nhìn thấy tôi và bà Quỳnh cầm dao trên tay thì e dè đứng từ xa nói. Em với bác bỏ dao xuống đi, rồi lên xe anh trở về nhà. Nhìn thấy cái bản mặt của Chí, tôi muốn cào nát cái mặt của anh ta ra. Lần trước là do tôi chủ quan mới bị anh ta lừa nhốt vào trong biệt thự hơn một tháng trời. Bây giờ anh ta lại còn dám mở miệng dụ dỗ tôi lên xe. Để tôi xem anh ta còn tự tin đến bao giờ. Tôi nhìn anh ta chất vấn. Anh dụ tôi lên xe để anh mang tôi về nhà anh. Anh dự định lần này nhốt tôi một tuần, một tháng, một năm hay một đời. Em bỏ dao xuống rồi chúng ta nói chuyện được không? Anh có tư cách gì để ra điều kiện với tôi? Anh xin lỗi. Đang yên đang lành, anh đối xử với tôi như một phạm nhân. Bắt nhốt tôi vào căn phòng kín bưng không hề có ánh sáng mặt trời suốt hơn một tháng qua. Bây giờ anh nghĩ chỉ cần nói một lời xin lỗi là tôi bỏ qua cho anh được à? Tại vì anh yêu em nên anh mới làm như vậy. Tôi là vợ của anh trai cậu, là chị dâu của cậu, mà cậu lại hành xử vô đạo đức như thế kìa à? Nghe tôi nói, người dân đứng vây quanh xem bắt đầu bàn tán. Thì ra anh kia là em chồng, đem lòng yêu chị dâu, nên mới bắt nhốt chị dâu như vậy. Anh này đúng là cuồng vì yêu rồi. Vậy mà giờ đây còn nói người ta lên xe, có bị điên cũng chẳng lên. Có ai báo công an giúp hai mẹ con cô ấy chưa? Nghe đến báo công an, Chí ngồi vào ghế lái định tẩu thoát, nhưng ngay sau đó anh ta lại xuống xe, quét ánh mắt một vòng quanh mọi người, giọng nói của anh ta phát ra cũng rất tự tin. Cô ta chính là vợ của tôi. Cô ấy bị điên, mọi người giúp tôi bắt cô ấy lại, nếu để cô ấy ở ngoài sẽ rất nguy hiểm. Người dân nghe anh ta nói lại nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của tôi khi vừa trải qua trận chiến sinh tử với hai vệ sĩ. Họ quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Thì ra cô này bị điên, thần kinh không bình thường, bắt nhốt là đúng rồi. Tôi định kéo dài thời gian để chờ công an đến, nhưng bị anh ta vấy bẩn lên người như vậy, tôi không giữ được bình tĩnh, cầm dao xông thẳng về phía anh ta. Anh nói tôi bị điên chứ gì? Tôi sẽ cho anh thấy hành động của một người bị anh bức tới mức bị điên sẽ thế nào. Nói rồi tôi giơ cao tay chĩa mũi dao vào người Chí. Anh ta sợ tôi đâm trúng thì bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị hai thanh niên cao to bắt giữ. Một trong hai người họ nhìn tôi nói, cô chủ bình tĩnh bỏ dao xuống, có chúng tôi ở đây cô chủ không cần lo sợ nữa. Ai là cô chủ của các người? Các người không tránh ra tôi đâm các người luôn đấy. Cùng lúc đó, Minh Cường đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Quân. Alo, tao nghe. Lát nữa mẹ vợ của mày hẹn tới nhà tao để trả nợ. Mày muốn xem mặt ngang mũi dọc của mẹ vợ mày thế nào mà bán cả vợ của mày cho tao không? Minh Cường do dự không đến nhà Quân vì hiện tại anh đang quan tâm tới tin tức Phương Thảo đang mất tích hơn là những tin tức ngoài lề. Suy nghĩ một hồi anh lại buột miệng nói, tao tới ngay. Lúc Minh Cường tới nhà Quân, bà Nguyệt vẫn chưa tới. Trong lúc hai người đợi bà, Quân hỏi Minh Cường, nghe nói đám vệ sĩ để mất dấu vết của bà Mỹ nữa à? Bị mất dấu vết bà ta khoảng 30 phút thì tìm lại được dấu vết của bà ta. Hiện tại bà ta đang rút số tiền lớn tiền mặt ở ngân hàng, không biết bà ta rút để làm gì.
Theo thông tin từ đội quân vệ sĩ theo dõi bà Mỹ, thì lần này là lần thứ hai bà ta cải trang lui tới Dĩ An. Mày phân tích xem, rõ ràng bà ta biết có người theo dõi, nên đã nghĩ ra cái trò cải trang để cắt đuôi đám vệ sĩ kia. Nhưng nếu bà ta không có vấn đề gì, thì việc gì bà ta phải cải trang cho tốn sức đúng không? Tao cũng nghĩ vậy. Đội mất dấu lần đầu thì tao nghi ngờ rồi. Nhưng sau lần đó bà ta nằm viện trị thương hơn nửa tháng trời không động tĩnh gì cả. Đợt này người của chúng ta lại để mất dấu cũng vì thủ đoạn cải trang cao tay của bà ta. Mà đặc điểm chung của cả hai lần chúng ta mất dấu, bà ta đều ở gần khu vực đấy. Tao vừa tăng cường thêm người theo dõi bà ta rồi. Đợt này bà ta khó mà thoát được. Mày thấy biểu hiện của thằng Chí thế nào? Có vấn đề gì đáng nghi không? Tao nghĩ thằng Chí không liên quan gì tới việc Thảo và mẹ mất tích đâu. Nó đi làm hết giờ là về nhà. Buổi tối thậm chí nó còn không ra khỏi nhà. Trước đây nó ăn trưa ở ngoài. Từ ngày Thảo với mẹ mất tích tới nay, nó toàn ăn trưa trong tập đoàn. Minh Cường vừa dứt lời thì điện thoại của anh liền đổ chuông. Anh vừa ấn kết nối đã nghe giọng nói gấp gáp ở đầu bên kia. Thưa cậu chủ, đã tìm thấy cô chủ và bà Quỳnh rồi ạ. Ở đâu? Đầu bên kia nhanh chóng nói ra một địa chỉ. Minh Cường vội vã cúp điện thoại rồi đứng dậy với Quân. Đi thôi, tìm thấy mẹ với vợ tao rồi. Quân nhanh chóng chạy theo Minh Cường. Lúc ra khỏi phòng khách, anh dặn với chú bảo vệ. Lát nữa người phụ nữ tên Nguyệt tới, chú cho bà ta vào phòng khách ngồi chờ, rồi cử người canh giữ bà ta cho cẩn thận nhé. Dạ vâng thưa cậu chủ. Minh Cường lái xe chở Quân tới địa chỉ người của anh vừa cung cấp, cách lâu đài nhà Quân cũng không xa. Quãng đường này nếu bình thường anh chạy ít nhất 20 phút, nhưng hôm nay anh chỉ chạy mất chưa tới 10 phút đồng hồ. Mặc dù Quân rất muốn nhanh tới để gặp mẹ của mình, nhưng với tốc độ chạy xe của Minh Cường trong khu dân cư đông đúc, anh sợ tới mức không dám mở mắt. Tới nơi, vì có rất nhiều người đứng tụ tập ở đó, Minh Cường không thể lái xe đi vào bên trong, buộc anh phải xuống xe đi bộ. Còn Quân lúc xuống xe, anh loạn choạng một lúc mới đứng vững. Minh Cường vội vã len qua dòng người đông đúc, nét mặt của anh căng thẳng tột độ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Thảo và bà Quỳnh mà mọi người lại đứng tập trung ở đây để xem đông như vậy. Khi người của anh báo tin đã thấy Phương Thảo, anh đã rất vui. Nhưng khi nhìn thấy đám đông hiếu kỳ đứng kín cả con hẻm, thì niềm vui trong anh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng không tả xiết. Anh không biết nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ phải đối mặt thế nào. Anh cũng không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu không còn cô thì quãng đời còn lại của anh sẽ sống ra sao? Bước chân của anh chịu nặng khi di chuyển qua từng lớp người. Anh nghe trong âm thanh hỗn độn nói chuyện bàn tán của người dân có giọng nói quen thuộc của Chí. Anh xin lỗi. Ngay sau đó, anh nghe giọng nói của Phương Thảo, giọng nói mà anh đã nhớ như điên như dại trong suốt hơn một tháng qua. Đang yên đang lành, anh đối xử với tôi như một phạm nhân, bắt nhốt tôi vào trong căn phòng kín bưng không hề có ánh sáng mặt trời suốt hơn một tháng qua. Bây giờ anh nghĩ anh chỉ cần nói một lời xin lỗi với tôi là được à? Tại vì anh yêu em nên anh mới hành động như vậy. Nghe Chí nói vì yêu Phương Thảo mà anh ta đã bắt nhốt cô hơn một tháng qua, khiến máu điên trong người Minh Cường sôi lên sùng sục. Bước chân của anh len qua dòng người càng lúc càng nhanh hơn, cho đến khi anh nhìn thấy người con gái anh nhớ tới mức phát điên đang cầm dao chạy về phía Chí, tim anh bỗng khoạn thắt lại. Anh tự trách bản thân mình, nếu anh không ép cô kết hôn với mình thì Chí sẽ không biết được cô, và nếu như anh làm tốt vai trò của một người chồng bảo vệ cô thì cô cũng sẽ không bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm như ngày hôm nay. Rồi khi nhìn thấy Phương Thảo mạnh mẽ tấn công Chí, khi bị anh ta nói cô bị điên, bất chấp hai vệ sĩ của anh đã khống chế được anh ta, bất chấp vệ sĩ của anh khuyên can cô bình tĩnh, anh đau tới mức như chính anh đang bị ai đó cầm dao đâm từng nhát vào tim anh vậy. Người con gái xinh đẹp, yếu đuối, lẽ ra phải được che chở bảo vệ, nay bị bức tới mức cầm dao tấn công người khác. Nhìn Phương Thảo lúc này, anh sực nhớ tới mẹ của mình. Nếu như ngày đó mẹ của anh cũng mạnh mẽ như cô, đứng dậy đấu tranh lại cho hạnh phúc của mình, nếu mẹ của anh không tìm đến cái chết, thì anh và Minh Đại đã không phải là trẻ mồ côi mẹ ngay từ tấm bé. Anh nhớ như in giây phút, khi anh biết tin mẹ của mình chết vì tự tử, anh đã vui cười như thế nào. Khi đó, anh chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, chưa nhận thức được chết có nghĩa là gì. Cho đến khi lớn hơn một chút, anh hiểu được mọi chuyện. Anh biết được lý do vì sao mẹ của anh lại tự tử, thì cũng là lúc anh nhận ra nụ cười năm xưa của anh mãi mãi là niềm đau trong ký ức. Đó là lý do anh không bao giờ cười. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ cười được nữa, cho đến một ngày Phương Thảo xuất hiện. Nhưng hiện tại, anh lại có nguy cơ mất đi cô lần nữa. Dẫu cho Chí là người sai, dẫu cho hành động của Chí với Phương Thảo là phạm pháp,
Nhưng nếu cô ra tay với Chí, nếu Chí xảy ra vấn đề gì, thì cô cũng không thể thoát khỏi được sự trừng trị của pháp luật. Nghĩ tới người nắm giữ nụ cười của mình, người nắm giữ cảm xúc của mình, người nắm giữ trái tim của mình xảy ra chuyện không hay, Minh Cường không thể giữ được bình tĩnh. Anh đi lại gần cô nói, giọng nói của anh phát ra cũng run run, vì anh không dám chắc cô có nghe lời của mình không. Thảo, em nghe lời anh hãy dừng tay lại đi. Anh yêu em. Hơn một tháng qua anh sống thiếu em là đủ rồi. Anh không muốn sống xa em một giây một phút nào nữa. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh không chắc mình có thể sống nổi đâu. Em hãy để nó cho pháp luật trừng trị đi. Nghe người đàn ông đến cả trong mơ tôi cũng muốn gặp, nói lời yêu tôi. Cả người tôi như bị điểm huyệt. Hành động đâm dao vào người Chí của tôi cũng khựng lại, khiến mũi dao chỉ cách người anh ta cho đến 20cm. Minh Cường đi đến bên tôi, cỡ lấy con dao trong tay tôi, đưa cho một thanh niên đứng gần đó, rồi anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Tôi nghe giọng nói của Quân gọi bà Quỳnh là mẹ. Tôi cũng nghe giọng của công an hô lên, tất cả đứng im. Sau đó tôi nghe có người nói, mời anh theo chúng tôi về công an thành phố. Tôi có thể nghe hết thảy những âm thanh xung quanh, nhưng ánh mắt của tôi lúc này lại tập trung trên gương mặt đẹp trai của Minh Cường. Tôi đang băn khoăn, không biết mình đang mơ hay thật, không biết vừa nãy tôi có nghe lộn hay không, thì nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ám ảnh đến từng giấc mơ của tôi vang lên lần nữa. Thảo, anh yêu em. Dứt lời, Minh Cường cúi xuống hôn lên môi tôi, bất chấp người dân đang vây quanh chúng tôi đông đen, bất chấp cảnh sát đang tất bật làm nhiệm vụ, bất chấp có bao nhiêu con mắt tò mò đang hướng về phía chúng tôi. Tôi khép chặt hàng mi, đón nhận nụ hôn của anh, kéo theo hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống không ngừng nghỉ. Nụ hôn của Minh Cường mang đến cho tôi tất thảy những dư vị của cảm xúc, bất ngờ có, vui mừng có, hạnh phúc có, và còn có cả nỗi hoang mang sợ hãi. Tôi sợ hãi không biết khi anh đã biết việc làm của tôi với bà Quỳnh chưa. Nếu anh biết, liệu anh có còn yêu tôi nữa hay không? Nếu tôi bị Quân kiện tống cổ vào tù, anh còn yêu tôi không? Càng nghĩ tới mức nước mắt của tôi càng chảy xuống không ngừng nghỉ. Tôi cảm nhận được trong nụ hôn của chúng tôi có vị ngọt ngào của tình yêu mà Minh Cường mang lại, hòa lẫn với cả vị mặn chát của những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Tôi nguyện chìm đắm mãi trong biển tình này. Minh Cường dừng lại, rồi khẽ đẩy tôi ra khiến tôi có chút hụt hẫng. Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi nói, em có bị làm sao không? Tôi lắc đầu, em có bị nó hại không? Nghe giọng nói nghẹn ngào không rõ lời của Minh Cường, tôi ngước mắt lên nhìn anh, thì thấy trên má anh ướt đẫm. Có lẽ là nước mắt của tôi, nhưng tôi còn thấy hai hàng nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt của anh. Rõ ràng là anh đang khóc. Tôi cứ nghĩ tảng băng di động như anh sẽ không bao giờ biết khóc. Vậy mà giờ đây lại được tận mắt chứng kiến anh khóc vì tôi. Tôi nhìn anh mỉm cười nói, em không sao hết, anh đừng lo lắng cho em như thế. Tôi vừa dứt lời, Minh Cường lại cúi xuống hôn tôi một lần nữa. Khi môi anh vừa chạm lên môi tôi, thì tôi có nghe người ấp úng lên tiếng, xin lỗi, chúng tôi mời chị với cô về trụ sở công an thành phố Dĩ An lấy lời khai đã ạ. Minh Cường không đành lòng rời khỏi môi tôi, anh quay sang nhìn công an đứng bên cạnh nói, các anh đưa anh ta về trước đi, đầu giờ chiều tôi chở vợ với mẹ của tôi tới. Nghe Minh Cường nói chở vợ với mẹ, tôi nghĩ mẹ mà anh nói ở đây là bà Mỹ. Trước đây Minh Đại gọi bà Mỹ là gì, còn Minh Cường gọi bà ta là bà. Sao bây giờ anh lại gọi bà ta bằng mẹ ngọt xớt như vậy? Anh công an sẽ làm khó chúng tôi, anh nói tiếp. Vâng, rất mong có được sự hợp tác của mọi người. Nói rồi anh ta đi khỏi, Minh Cường cúi xuống định hôn tôi lần nữa, thì lại nghe giọng của Quân vang lên. Đủ rồi, về nhà trước đã. Lúc này Minh Cường mới quay sang nhìn bà Quỳnh, nhìn thấy vệt máu trên mặt bà, anh hốt hoảng lên tiếng. Mẹ, mẹ bị thương ở đâu à? Bà Quỳnh liếc nhìn Minh Cường một cái rồi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn mặt anh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hồi nãy Minh Cường nói với công an chở mẹ tới là chở bà Quỳnh chứ không phải bà Mỹ. Vậy tại sao anh lại gọi bà Quỳnh là mẹ? Anh và Quân có quan hệ gì không? Anh có thể tác động để Quân tha thứ cho tôi không? Tôi định kéo riêng Minh Cường ra để kể rõ cho anh đầu đuôi sự tình chuyện tôi đưa bà Quỳnh đi như thế nào, với mục đích nhờ anh tác động với Quân để anh ta giảm bớt tội cho tôi. Không ngờ tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình lại nghe Quân nói. Nói rồi, Quân dẫn bà Quỳnh đi tới chiếc xe Rolls Royce đậu gần đó. Anh ta và bà Quỳnh cùng ngồi vào băng ghế sau. Minh Cường cũng nắm tay tôi đi tới chiếc xe đó. Anh mở cửa cho tôi ngồi vào ghế phụ, rồi anh ngồi vào ghế lái. Tôi đoán đây là chiếc Rolls Royce của Cường có trị giá hơn 40 tỷ mà tôi đã tông trúng hôm bị tai nạn.
Người dân thấy tôi lên xe, họ cũng biết ý đứng tản ra nhường đường cho xe chạy. Cơ hội nói chuyện riêng với Minh Cường không khó. Tôi không biết phán quyết của Quân với tôi thế nào khi dẫn theo mẹ của anh ta bỏ trốn, nhưng dù kết quả thế nào tôi cũng phải đón nhận. Tôi suy nghĩ không biết chừng chỉ một lát nữa thôi, Quân sẽ tống cổ tôi vào tù. Vì vậy mặc dù đang có Quân và bà Quỳnh đang có mặt trên xe, tôi không hề e ngại để cho Minh Cường thể hiện tình yêu với mình. Một tay Minh Cường lái xe, một tay anh đan vào tay tôi nắm thật chặt, cứ như thể anh sợ khi buông tay ra tôi sẽ biến mất lần nữa vậy. Quân đang sốt ruột nhanh về gặp bà Nguyệt, còn Minh Cường vừa chạy xe vừa nắm tay Phương Thảo, cứ như thể trên đời này một mình anh ta có vợ. Chẳng bù cho lúc đi, Minh Cường chạy với tốc độ bàn thờ, hiện tại tốc độ của anh so với người đi bộ còn chậm hơn. Còn bà Quỳnh, từ lúc Minh Cường xuất hiện, đứa con gái bé bỏng của bà không còn để ý đến bà nữa, mà mọi sự chú ý của cô đổ dồn lên thằng con rể Minh Cường. Đã thế, Minh Cường tới cũng không chào hỏi bà trước, mà hôn hít con gái bé bỏng của bà chán chê, rồi mới quay sang hỏi bà, vì thế mà bà không thèm đáp lại. Tôi lờ đãng nhìn qua gương chiếu hậu, vô tình thấy ánh mắt và nét mặt như muốn đánh người của bà Quỳnh và Quân, thì nụ cười ngập tràn tình yêu của tôi bỗng tắt lịm, cả người tôi cũng run lên. Tôi từng có suy nghĩ, nếu như Quân làm căng với tôi, thì hạ sách cuối cùng tôi sẽ nhờ bà Quỳnh nói giúp tôi một tiếng. Bởi vì mất hơn một tháng bị nhốt chung, bà luôn xem tôi là đứa con gái cưng bé bỏng của bà. Bà chăm sóc bảo vệ tôi tận tình từng chút một. Hiện tại biểu hiện của bà nhìn tôi như vậy, tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Tập trung chạy xe đi cha nội. Đang lo lắng lại nghe Quân quát lên với Minh Cường khiến tôi giật bắn người. Tôi rút tay của tôi ra khỏi tay của Minh Cường nói, anh tập trung lái xe đi. Minh Cường nghe tôi nói cũng không cố chấp cầm tay của tôi nữa, anh tập trung lái xe nhanh hơn. Tôi nhận ra đường này là đường về lâu đài Bạch Trà của nhà Quân. Chú bảo vệ nhìn thấy xe của Minh Cường thì tự động mở cửa cho anh. Khi xe dừng lại ngay trước lâu đài, Minh Cường ôm lấy eo tôi theo chân Quân và bà Quỳnh đi vào phòng khách. Mặc dù có Minh Cường, nhưng cảm giác của tôi khi đi vào trong tòa lâu đài này chẳng khác lần trước là mấy. Nếu như lần đầu tôi sợ đám vệ sĩ vây quanh lâu đài, thì lần này tôi sợ không biết sự phán quyết của Quân dành cho tôi thế nào. Đặc biệt là bà Mỹ, ánh mắt của bà ta nhìn tôi hoang mang tột độ, cả người bà ta run lên bần bật như gà bị cắt tiết. Bà ta định đứng dậy tẩu thoát, thì bị bà Quỳnh lao vào vật ngửa ra ghế sofa, khiến đầu của bà ta gối lên đùi mẹ nuôi của tôi. Còn mẹ nuôi của tôi ngồi sát thành ghế, không dám đứng dậy mà ngồi im thin thít. Bà Quỳnh nhanh chóng ngồi lên bụng bà Mỹ, hai đầu gối của bà quỳ khống chế hai tay của bà Mỹ, không cho bà Mỹ kháng cự lại. Sau đó bà Quỳnh vừa tát vừa hét vào mặt bà Mỹ. Con này, mày còn dám vác mặt tới nhà tao cướp chồng của tao phải không? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Quân chạy tới ngăn cản bà Quỳnh cũng không được, tiếng chửi rủa và tiếng đánh vào người của bà Mỹ ầm ĩ cả căn phòng khách. Con này, hôm nay tao phải đánh cho mày chết. Có chuyện gì đấy? Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest chỉnh chu, tay xách cặp táp đi từ bên ngoài vào phòng khách lên tiếng, khiến bà Quỳnh dừng lại việc đánh và chửi rủa bà Mỹ. Bà vẫn ngồi trên bụng của bà Mỹ, nhìn người đàn ông nói. Giọng nói của bà phát ra vô cùng ngọt ngào, không giống người có thần kinh không bình thường. Anh ơi, con Mỹ lại tới đây cướp anh của em. Em muốn đánh chết nó, anh giúp em đánh chết nó đi. Người đàn ông trung niên đi tới gần nhìn rõ mặt bà Mỹ. Bỗng nhiên ông ném chiếc cặp đang cầm trên tay xuống sàn nhà, rồi hùng hổ tiến về phía bà ta. Sau đó ông cúi xuống nắm chặt lấy cổ áo của bà ta rồi nhả ra từng tiếng. Bà xuất hiện ở nhà tôi để làm gì? Bà Mỹ vừa bị bà Quỳnh ngồi lên bụng khống chế, vừa bị người đàn ông trung niên siết chặt cổ áo, khiến mặt mũi bà ta đỏ bừng, bà ta không thể đáp lại được. Người đàn ông trung niên tiếp tục gào lên. Ngày đó, bà mồi chài tôi không được, chính bà đã quay sang bắt cóc con gái tôi, khiến vợ tôi phát điên phát khủng hơn 20 năm qua phải không? Tôi hỏi bà, con gái của tôi bây giờ đang ở đâu? Nếu bà không mang trả con gái của tôi về đây, tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi sẽ giết bà. Mặc người đàn ông nói gì, bà Mỹ vẫn không đáp lại. Nghe người đàn ông này nói, tôi đã hiểu vì sao hễ nhìn thấy bà Mỹ là bà Quỳnh lại muốn đánh, muốn giết bà ta như vậy. Thì ra trước đây, bà Mỹ không mồi chài được chồng của bà Quỳnh, đã quay sang bắt cóc con gái của bà Quỳnh khiến bà phát điên. Thủ đoạn của người đàn bà này thật ghê sợ. Có lẽ ngày đó, bà Mỹ không mồi chài được chồng của bà Quỳnh, nên bà ta chuyển mục tiêu sang ông Hùng là ba của Minh Cường. Và với sự giúp sức của mẹ nuôi tôi, thì ông Hùng đã sập bẫy của bà ta. Dù kết quả mồi chài hai người đàn ông của bà Mỹ khác nhau, nhưng có một điểm chung bà ta đều phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình.
Một nhà mất con, vợ thì điên điên khùng khùng, một nhà thì mất vợ mất mẹ, tội ác của bà ta thật khó dung thứ. Bà Quỳnh nghe chồng mình liên tiếp chất vấn bà Mỹ về con gái của mình, thì bà nhìn ông cười nói. Anh, em mang con gái của chúng ta về cho anh kia kìa. Theo ánh mắt của bà Quỳnh, chồng của bà nhìn về phía tôi. Một hồi lâu sau ông nói với bà Quỳnh, em tránh chỗ cho anh. Nói rồi ông nhìn Quân nói, đưa mẹ của con đi chỗ khác cho ba. Quân vừa kéo bà Quỳnh xuống khỏi người của bà Mỹ, chồng của bà liền nắm cổ áo bà Mỹ, dựng đầu bà ta dậy cho bà ta ngồi ngay ngắn. Tay của ông cũng không buông khỏi cổ áo của bà ta, ánh mắt đục ngầu của ông nhìn bà ta nói, tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, con gái của tôi đâu? Mặt bà Mỹ lúc này vừa sưng tấy, vừa bị bà Quỳnh đánh vừa tái nhợt vì sợ hãi. Thế nhưng bà ta vẫn ngoan cố không chịu trả lời chồng bà Quỳnh, mà bà ta quay sang mẹ nuôi của tôi trách móc. Con đĩ này, mày biết đây là nhà ông Long, mày gài tao đến đây phải không? Mẹ nuôi tôi nãy giờ sợ hãi ngồi im như tượng, bị bà Mỹ nhắc đến tên thì phát khùng lên. Tao làm ăn với con trai của ông ấy, chứ đâu làm ăn với ông ấy mà biết. Trước đây công ty của ông ấy tên là Minh Long, giờ đổi tên thành Hoàng Phượng thì làm sao tao biết hai công ty đó là một? Hơn nữa nếu mày không bắt cóc con gái của ông ấy, việc gì mày phải sợ? Mày là loại con đĩ không biết điều. Nghe bà Mỹ cãi nhau với mẹ nuôi của tôi mà không trả lời mình, ông Long vươn hai tay lên nắm lấy cổ bà Mỹ. Tôi sẽ cho bà biết thế nào là coi thường lời cảnh cáo của tôi. Dứt lời, hai bàn tay của ông Long siết chặt lấy cổ bà Mỹ khiến bà ta không thở được. Miệng bà ta há lớn, mắt trợn ngược trông rất đáng sợ. Minh Cường buông tôi ra, đi tới gỡ tay của ông Long ra khỏi cổ bà Mỹ. Bà bình tĩnh đã, nếu bà ta xảy ra chuyện thì ba cũng bị kết tội đó. Còn tránh ra, bà muốn giết bà ta. Nói rồi, ông Long đẩy Minh Cường sang một bên, sau đó ông vươn tay nắm lấy cổ bà Mỹ một lần nữa. Khi tay của ông Long vừa chạm vào yết hầu của bà Mỹ thì bà ta liền lên tiếng. Để tôi nói. Dứt lời, bà ta quay sang mẹ nuôi của tôi tố cáo. Chính con này, nó sai tôi bắt cóc con gái của ông. Con điên này, tao sai mày bắt cóc con của ông ấy hồi nào? Lúc đầu tao chỉ điểm cho mày tiếp cận ông ấy. Một thời gian mày nói kế hoạch tấn công ông ấy thất bại rồi. Mày bảo tao tìm cho mày người khác. Sau đó tao tìm cho mày ông Hùng. Tao giúp sức cho mày trở thành bà chủ tập đoàn Cường Đại. Tao còn giúp mày làm xét nghiệm giấy tờ ADN giả của thằng Chí. Từ ngày mày chính thức làm bà chủ tập đoàn Cường Đại, mày cắt đứt quan hệ với tao. Nếu hôm nay tao không bắc loa cảnh cáo ở biệt thự cũ của mày, thì mày có xuất hiện không? Hơn 20 năm qua, tao gặp mày hồi nào mà mày nói tao sai khiến mày bắt cóc con gái của ông ấy? Bà Mỹ chỉ tay vào mặt tôi nói, mày nói mày không sai khiến tao bắt cóc con của ông ấy, vậy mày có dám thề trước mặt mọi người, đây không phải là con gái nuôi của mày không? Mẹ nuôi của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại, sau đó bà hất cằm nói với bà Mỹ, nó là con nuôi của tao đấy, nó thì liên quan gì tới con của ông Long? Chính mày xúi tao bắt con của ông Long cho mày nuôi, để mai mốt lớn lên nó làm đĩ nuôi mày. Giờ mày còn ở đây mạnh miệng nói mày không liên quan à? Nghe bà Mỹ nói, mẹ nuôi của tôi điên lên, quay sang nắm lấy tóc của bà Mỹ rúi lên rúi xuống. Bất chấp ông Long đang đứng trước mặt của bà Mỹ, vừa nắm vừa rúi tóc của bà Mỹ, mẹ nuôi tôi vừa gào lên. Con này, ngày rằm tháng giêng cách đây 22 năm, mày ẵm một đứa trẻ sơ sinh tới nhà tao, nói nó là con của một đứa bạn làm đĩ với mày bị vỡ kế hoạch. Mày than vãn nó không đủ điều kiện nuôi, nên mày cầu xin vợ chồng tao nhận nuôi nó. Tao không muốn nuôi nó, mày lại quay qua năn nỉ chồng tao khiến ông ấy mủi lòng. Mày còn sợ tao ngăn cản, nên đích thân mày chở tao đi coi bói. Rồi lúc ông thầy nói có số vượng phu ích tử thuộc hạng hiếm có khó tìm, nhận nuôi nó như rước quý nhân về nhà, hậu vận cả nhà nhờ vào nó tao mới đồng ý nuôi. Bây giờ mày lại giả mồm vu oan cho tao, là tao xui khiến mày đi bắt cóc con của ông Long à? Để tao xem mày già mồm đến khi nào. Còn không đúng à? Không phải mày nói ông Long đẹp trai, mai mốt con ông ấy lớn lên sẽ sinh như hoa hậu, nếu nó làm đĩ sẽ kiếm cho mày bộn tiền à? Tao nói như vậy hồi nào? Chính miệng mày nói kiếm cho mày thằng nào vừa đẹp trai vừa nhiều tiền để mày mồi chài. Rồi tao kiếm cho mày ông Long, sau này là ông Hùng. Bây giờ mày lại đổ thừa là tao nói mày bắt con gái của ông ấy cho tao nuôi. Còn đĩ này, tao sẽ giết mày. Hành động cãi vã lời qua tiếng lại của mẹ nuôi tôi và bà Mỹ giống như hai người đang chơi trò phi dao vào người tôi vậy. Hai người thi nhau xem ai ném trúng vị trí tim của tôi hơn. Cuối cùng, dù hai người họ có phi trúng tim hay trúng vị trí khác,
thì người bị tổn thương, bị đau vẫn là tôi. Khắp người tôi đâu đâu cũng là máu, cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục không sao tả xiết. Hai người phụ nữ cãi nhau, một là bà Mai chuyên chăn dắt môi giới gái mại dâm, một là đĩ chuyên nghiệp chuyên tìm kiếm các đại gia để mồi chài. Không biết ai là người nói thật lòng. Dù tôi có là hậu quả của việc lỡ kế hoạch sau một lần phục vụ khách của một cô gái mại dâm nào đấy như lời mẹ nuôi tôi nói, hay tôi đúng thật là con gái cưng của ông Long và bà Quỳnh như lời của bà Mỹ nói, thì mục đích nuôi dưỡng tôi khôn lớn của họ cũng không như bao đứa trẻ khác. Bình thường một đứa trẻ sinh ra thường được ba mẹ kỳ vọng không trở thành ông nọ bà kia thì cũng trở thành người có ích cho xã hội. Còn tôi lại được kỳ vọng trở thành gái kiếm được bộn tiền. Tim tôi lúc này giống như đang bị ngàn vạn mũi kim của hai người phụ nữ này đâm vào, đau tới mức thở cũng khó khăn. Tôi cứ lịm dần trong vòng tay của Minh Cường. Tôi cố gắng nói với anh: anh đưa em đi khỏi đây được không? Trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng thêm những lời lẽ cay độc gây tổn thương nào nữa. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng suy nghĩ của Minh Cường lại ngược lại. Anh không muốn tôi bỏ lỡ sự kiện quan trọng có 102 trong đời của tôi, nên anh ôm tôi cùng ngồi xuống ghế. Anh hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi nói: có anh ở đây với em, mọi nỗi buồn đau em đang chịu đựng chia đều cho anh một nửa được không? Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi không thể đáp lại lời của anh. Thay vào đó, bàn tay tôi đan vào tay anh siết chặt, đầu tôi tựa vào vai anh. Tôi thầm cảm ơn anh đã đến bên tôi đúng lúc để cho tôi một điểm tựa vững chắc. Ông Long để mặc bà Mỹ và mẹ nuôi tôi cấu xé, cào cấu, cãi nhau tới khi trên mặt hai người đầy dấu móng tay, bắp tai của hai người cũng rụng đầy ghế sofa. Hai người họ ngồi thì ông mới lên tiếng quát: dừng lại! Bà Mỹ và mẹ nuôi của tôi bị ông Long quát lớn liền dừng lại, nhưng tay của hai người vẫn còn nắm tóc đối phương. Ông Long chỉ vào mặt bà Mỹ nói: bà nói đi, có đúng cô gái kia là con gái của tôi không? Bà Mỹ gật đầu. Nếu ông không tin nó là con gái của ông, thì ông đi xét nghiệm ADN là biết ngay. Mẹ nuôi của tôi nghe vậy nói xen vào: tôi không phải là người sai khiến bà ta bắt con gái của ông. Nếu tôi sai khiến nó bắt con ông về nuôi lớn để làm đĩ như lời nó nói, thì liệu tôi có cho nó đi học đại học không? Ông thử hỏi con gái của tôi xem, nó có bị tôi bắt nó đi làm đĩ tiếp khách bao giờ chưa? Nói rồi mẹ nuôi của tôi chỉ vào bì đựng tiền lớn đang đặt trên bàn nói: nếu tôi biết nó là con gái của ông, thì việc gì tôi phải ngửa tay đi xin con này tiền để trả nợ cho con trai của ông. Có khi con này nó đã giết con gái của ông rồi, rồi nó mới biện cớ nói con nuôi của tôi là con của ông cũng nên. Về điểm này thì tôi tin lời của mẹ nuôi tôi nói, bởi vì tuy bà là tú bà chuyên chăn dắt và môi giới gái mại dâm, nhưng tôi chưa từng bị bà bắt đi tiếp khách bao giờ. Và với tính cách của bà, nếu biết tôi là con ruột của ông Long, thì bà ta đã tìm đến ông để bòn rút tiền từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến khi làm ăn thua lỗ số tiền lớn hơn 1 triệu đô bà mới tìm đến ông. Lời nói của mẹ nuôi tôi khiến gương mặt của ông Long và Quân lập tức trắng bệch. Một lúc sau, Quân nhớ ra chuyện gì, anh lên tiếng: khoan đã. Nói rồi anh ta chạy khỏi phòng khách. Một lúc sau anh ta quay lại cầm theo bì hồ sơ. Tôi nhận ra đây chính là bì hồ sơ hôm trước tôi mang tới, có lẽ tôi đã làm rơi lúc trèo tường chạy trốn. Quân lấy ra sấp hình đưa cho ông Long và bà Quỳnh xem: ba mẹ coi mấy bức hình lúc Thảo còn nhỏ xem có nhận ra chi tiết nào giống em gái của con không. Mẹ nuôi tôi nghe vậy nói xen vào, lời nói của bà phát ra tự tin như thể muốn chứng minh bà không hề xui khiến bà Mỹ bắt tôi về cho bà nuôi và tôi không phải là con gái của ông Long và bà Quỳnh. Trong đó còn có cả mấy tấm hình chụp con gái tôi lúc con Mỹ mang con bé tới đưa cho tôi đấy. Ông Long và bà Quỳnh chăm chú xem mấy tấm hình ngày tôi còn nhỏ. Tuy mấy tấm hình này chụp đã lâu, nhưng là hình màu và còn khá rõ nét. Một hồi sau, ông Long nhìn mẹ nuôi của tôi hỏi: bà có để ý trên chiếc lắc tay lắc chân bằng vàng con bé đeo lúc nhỏ có in chữ gì không? Có in chữ Hoàng Phượng. Hoàng Phượng chẳng phải tên công ty của gia đình Quân sao? Mẹ tôi dứt lời thì cả ông Long, bà Quỳnh và Quân đều hướng ánh mắt về phía tôi. Nhìn 6 con mắt của những người thân ruột thịt của mình hướng về tôi với tất cả tình yêu thương, sự mong mỏi và sự thương cảm, khiến tôi có cảm giác như mình vừa được sinh ra lần nữa. Hai hàng nước mắt của tôi cứ thế trào ra. Có lẽ tình cảm mẫu tử là loại tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Không phải ngẫu nhiên một người có thần kinh không bình thường như bà Quỳnh lại nhận tôi là con gái bé bỏng của bà. Không phải ngẫu nhiên tôi cảm thấy rất vui và ấm áp khi được bà chăm sóc, đặc biệt là những đêm nhớ Minh Cường tới mức không ngủ được. Chính bà đã đưa tôi vào giấc ngủ bằng những lời ru ngọt ngào của một người mẹ.
Có bà bên cạnh ngày tháng bị nhốt trong phòng kín của tôi cũng bớt buồn chán hơn. Bà Quỳnh nói với ông Long, anh thấy chưa, em nói em mang con gái của chúng ta về cho anh mà anh lại không tin. Ông Long nhìn tôi rưng rưng nước mắt nói, sai lầm của bà đã khiến con phải lưu lạc ba mẹ ngay từ hồi con mới chào đời được hơn 10 ngày tuổi. Sai lầm của ba đã khiến mẹ của con phát điên từ khi con bị bắt cóc tới giờ. Hơn 20 năm qua, bà sống khép kín bản thân mình trong sự ăn năn hối lỗi. Bà đã làm mọi cách để mẹ con vơi bớt nỗi buồn đau khi mất con nhưng không thể. Ông quỳ sụp xuống trước mặt tôi rồi nói tiếp, con có thể tha lỗi cho lỗi lầm của ba hay không? Con có thể về đây cùng ba chữa bệnh cho mẹ của con không? Hành động và lời nói của ông giống như ông vạch một đường vào da thịt ngay ngực trái của tôi. Sau đó ông chạm tay vào tim tôi bóp chặt lấy nó, khiến tôi không thể thở nổi. Có thể nói, tột cùng của hạnh phúc cũng là sự đau đớn khôn tả. Tôi vươn hai tay ôm lấy ông, tôi gục đầu vào vai ông khóc lớn như một đứa trẻ. Ông cũng ôm chặt lấy tôi vừa khóc vừa nói, cảm ơn con, hơn 20 năm qua, đêm nào ba cũng mơ thấy con. Nhưng là hình ảnh đứa con gái bé bỏng đang còn ấm ngửa, không ngờ nay con đã lớn khôn từng này rồi. Tôi không biết ba ruột của tôi đã lạc lối với bà Mỹ như thế nào, nhưng nghe ông nói, tôi biết ông là người đàn ông của gia đình. Ông ăn năn hối lỗi với việc mình đã gây ra. Vì vậy, với vị trí là một người con, tôi không cố chấp. Thực sự, ông đáng thương hơn là đáng trách. Ngay bước chân dồn dập, mình cường đi tới đỡ ba con tôi đứng dậy. Nhìn ra hướng cửa chính của phòng khách, tôi thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát cùng với Minh Đại, Nam và cả ông Hùng đi vào. Nhìn thấy tôi, hai đứa bạn không nói năng gì chạy lại ôm chầm lấy tôi. Minh Đại lén lau nước mắt nhìn tôi hỏi, mày có bị làm sao không? Tao không sao, hai thằng mày sao biết tao được thả mà đến đây? Nam nói, tao được ba báo tin về mày, thế là tao chạy tới chỗ Đại, thấy nó với bác Hùng cùng với hai anh cảnh sát đi tới đây nên tao theo tới luôn. Minh Đại nhìn tôi lý nha lý nhí, xin lỗi mày, nếu ngay từ đầu tao phản đối chuyện anh tao ép mày kết hôn thì đã không xảy ra cơ sự ngày hôm nay với mày rồi. Tôi chưa kịp trả lời Minh Đại thì một trong hai anh công an lên tiếng, xin lỗi, chúng tôi có tin báo bà Lê Thanh Mỹ, đồng phạm trong vụ bắt cóc cô Nguyễn Phương Thảo và bà Lê Như Quỳnh đang có mặt ở đây. Chúng tôi xin phép được dẫn độ bà về công an thành phố Dĩ An. Ông Long vừa gật đầu thì hai cảnh sát đi tới tra còng số 8 vào tay bà Mỹ, mời bà đi theo chúng tôi. Bà Mỹ bị kéo đi, nhìn sang ông Hùng gào khóc, anh nói với họ thả em ra đi, anh nói với họ giúp em một tiếng đi. Ông Hùng đi tới đứng chắn trước mặt bà Mỹ, tát bà một cái thật mạnh rồi nói, cái tát này tôi tát thay cho người vợ quá cố của tôi. Nói rồi ông tát thêm một cái tát như trời giáng vào mặt bà Mỹ, nói tiếp, cái tát này tôi tát thay cho hai đứa con trai của tôi bị bà ức hiếp hơn 20 năm qua. Ông nâng tay lên tát một cái thật mạnh nữa, còn cái tát này tôi muốn nói cho bà biết, hơn 20 năm nay tôi bị bà dùng clip đen điều khiển là quá đủ rồi. Bà ép tôi phải đưa bà về nhà tôi sống trong khi vợ tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đó, khiến cô ấy trầm cảm dẫn tới tự tử. Bà ép tôi đối xử thiếu công bằng với hai đứa con ruột của tôi. Thậm chí bà còn ép tôi phải nhượng lại toàn bộ cổ phần và chức vụ tổng giám đốc cho một thằng chẳng phải con ruột của tôi. Nói rồi ông Hùng quay sang nhìn Minh Cường và Minh Đại nói, bà xin lỗi hai con trai của ba. Bà biết bà là một người ba bất tài vô dụng nhu nhược. Bà nhu nhược tới mức không bảo vệ được hạnh phúc của gia đình mình. Bà nhu nhược tới mức khiến mẹ của các con phải tìm đến cái chết. Bà nhu nhược tới mức khiến các con phải lớn lên trong thiệt thòi. Bà muốn đi xin lỗi mẹ của các con. Dứt lời, ông Hùng lấy từ trong người của ông ra một con dao gọt trái cây, sau đó đâm thẳng vào ngực trái của mình. Do Minh Cường và Minh Đại đứng cách ông Hùng một đoạn nhưng không thể can thiệp được. Cũng may một trong hai anh công an đứng gần ông phản ứng nhanh, đá bay con dao trước khi mũi dao đâm vào ngực của ông. Lúc này Minh Cường mới vội vàng đi tới ôm lấy ông Hùng, anh nói trong nghẹn ngào, anh em con mồ côi mẹ đã đủ lắm rồi, bây giờ ba lại còn muốn tụi con mồ côi luôn cả ba hay sao? Lỗi của ba gây ra với mẹ của các con và các con quá lớn, ba biết thật khó để mong các con tha thứ cho ba. Ba chỉ còn cách tìm đến cái chết mới mong hết tội của mình thôi. Dù ba có gây ra lỗi lầm lớn cỡ nào thì ba vẫn là ba của tụi con. Minh Đại vừa khóc lớn vừa nói, anh em con cần ba, ba đừng làm những chuyện thiếu suy nghĩ có được không? Ông Hùng rời khỏi Minh Cường đi tới ôm Minh Đại.
Hai người đàn ông một già một trẻ cứ vậy ôm nhau khóc, khiến tôi và Nam cũng không kìm được mà khóc theo. Không biết bà Mỹ có hối hận với những việc bà ta đã làm ra hay không, nhưng khi bị ông Hùng tát, bà ta cũng không hề phản kháng lại. Đến khi một trong hai anh công an nói với bà ta, bà có muốn nói gì với người thân của mình không? Lúc này bà ta mới ngoái đầu lại nhìn mẹ nuôi tôi gào lên. Chính con Mỹ kia đã giúp tôi thực hiện kế hoạch hãm hại người khác. Tại sao các anh không bắt nó mà chỉ bắt một mình tôi? Nếu bà không có gì để nói với người thân, thì xin mời bà theo chúng tôi về đồn công an. Nói rồi hai anh công an áp tải bà Mỹ đi, còn bà ta vẫn luôn miệng. Tôi bắt giam nó cũng chỉ vì con trai của chúng ta, vì tương lai con trai của chúng ta. Ông không thể vì tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm trời mà nói với công an giúp tôi, giúp con trai của chúng ta một tiếng hay sao? Mặc dù bị kéo đi khỏi phòng khách, nhưng giọng bà Mỹ vẫn vọng từ bên ngoài vào. Ông Tùng, tôi nói ông có nghe không? Hay là ông bị câm điếc mất rồi? Giọng của bà Mỹ nghe nhỏ dần, cuối cùng là tắt hẳn, sau đó trả lại không gian yên tĩnh trong phòng khách. Ông Long nói với ông Hùng đang đứng thất thần giữa nhà. Mày ngồi xuống đây. Sau đó ông nói với bà Quỳnh và chúng tôi. Em và các con cũng ngồi xuống hết đi. Chúng tôi nghe lời của ông Long cùng ngồi xuống ghế sofa. Minh Cường vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, liền bị bà Quỳnh ngồi chen vào giữa. Bà ôm lấy tôi nói. Mẹ muốn ngồi với con gái bé bỏng của mẹ cơ. Minh Cường không đành lòng, ngồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho bà Quỳnh ngồi gần tôi. Ông Long nhìn mẹ nuôi của tôi nói, chuyện bà giúp sức cho bà Mỹ lừa gạt tôi và Hùng để bà ta phá nát hạnh phúc của hai gia đình chúng tôi. Với chuyện bà nợ công ty chúng tôi $1 triệu tiền hàng tạm thời nói sau. Trước mắt, tôi muốn nói tới chuyện của con gái tôi. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đổ dồn về phía mẹ nuôi của tôi, khiến bà run lên bần bật. Chồng bà lúc này không khác gì con mồi đang đứng trước rất nhiều họng súng của các thợ săn. Bà sống hay chết đều nhờ vào lòng tốt của họ. Tôi thật sự không biết bé Thảo là con gái của ông. Mong ông niệm tình tôi có công lao nuôi con bé hơn 20 năm trời mà giơ cao đánh khẽ với tôi. Nam và Minh Đại nghe bà Quỳnh gọi tôi là con gái bé bỏng của tôi, thì hai đứa chúng nó không tỏ ra vấn đề gì, vì chúng nó biết bà Quỳnh có vấn đề về thần kinh. Nhưng đến khi chúng nó nghe mẹ nuôi của tôi gọi tôi là con gái của ông Long, thì cả hai chúng nó đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ông Long đáp lại lời bà Quỳnh. Chuyện của gia đình tôi xảy ra cơ sự ngày hôm nay, cũng tại tôi là một người chồng ham chơi, lầm đường lạc lối. Nếu ngày đó tôi không đổ đốn qua lại với bà Mỹ một lần, thì bà ta cũng không có cơ hội quen biết tôi. Dẫn đến bà ta cũng không có cơ hội tiếp cận gây sức ép cho tôi, cũng như bắt cóc con gái của tôi ngay khi nó vừa mới chào đời. Vì vậy tôi muốn nói lời cảm ơn tới bà, vì bà đã có công nuôi dưỡng con gái của tôi nên người. Mẹ nuôi của tôi bỗng đứng dậy, rời khỏi ghế, đi lại trước mặt ông Hùng và ông Long quỳ xuống. Bà vừa khóc vừa nói. Đúng như lời ông nói, mặc dù tôi làm nghề môi giới mại dâm, nhưng tôi chưa từng bắt con bé, cũng như chưa từng có ý định cho con bé đi tiếp khách, mà tôi cho nó ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Tôi biết tôi có lỗi với hai ông và gia đình của hai ông. Khi đó tôi chỉ mong kiếm được tiền hoa hồng từ các vụ môi giới mại dâm, chứ tôi không hề nghĩ nghề của tôi lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Mong hai ông nghĩ tới việc làm tốt của tôi với con gái của ông mà cho tôi một con đường sống. Tôi mong hai ông đừng đệ đơn tố cáo việc làm của tôi lên công an. Còn số tiền tôi nợ công ty của ông, tôi hứa khi đối tác bên Mỹ của tôi thanh toán tôi sẽ trả đủ. Ông Long không trả lời bà Mỹ, quay sang nhìn tôi hỏi. Việc này ba sẽ để con gái bé bỏng của ba quyết định. Ý của con gái ba thế nào? Nghe ông Long gọi tôi là con gái bé bỏng của ba, tôi vui lắm. Tôi hiểu vì sao ông lại cho tôi quyết định việc quan trọng này. Bởi chỉ có cách này ông mới kiểm chứng được mẹ nuôi của tôi có đối xử tốt với tôi hay không. Mặc dù mẹ nuôi của tôi từng nghi ngờ tôi có quan hệ tình cảm với ba nuôi của tôi, mặc dù bà vứt bỏ tôi trong lúc tôi đang sốt cao mà không màng tới tính mạng của tôi, mặc dù bà có ý định gán nợ tôi cho Quân, nhưng công lao của bà dưỡng dục tôi từ tấm bé đến năm tôi 20 tuổi không thể chối bỏ được. Nhưng bà là người trực tiếp góp phần gây nên xáo trộn cuộc sống gia đình ba mẹ đẻ của tôi và gia đình chồng tôi. Bà không những góp phần làm mẹ ruột của tôi sống điên điên dại dại hơn 20 năm qua, mà còn gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ chồng của tôi nữa. Mặt khác, nạn nhân của mẹ tôi không chỉ có ông Long và ông Hùng, mà trong suốt mấy chục năm trời làm nghề chăn dắt và môi giới gái mại dâm của mẹ nuôi tôi, không biết bà đã làm tan cửa nát nhà biết bao nhiêu gia đình, không biết bà đã gây ra cho bao nhiêu người vô tội những khổ đau bất hạnh.
Vì vậy, mặc dù tôi rất biết ơn mẹ nuôi của tôi, trong thâm tâm tôi cũng không hề muốn bà bị trừng phạt, nhưng tôi không có quyền thay mặt những nạn nhân của bà phủ nhận tội ác mà bà đã gây ra với họ được. Tôi nhìn mẹ nuôi của tôi đang quỳ trước mặt ông Hùng và Long mà tim của tôi cũng nhói lên. Tôi nói trong tiếng nghẹn ngào. Kỳ thực, con vô cùng biết ơn công lao dưỡng dục của mẹ. Tình yêu của con đối với mẹ vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Con biết, nếu không có công lao nuôi dưỡng của ba mẹ, thì không có con ngày hôm nay. Với con, dù mẹ có thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con không hề muốn mẹ của con phải ngồi tù. Nhưng con lại không thể ích kỷ tự mình đưa ra lời phán xét về mẹ, thay cho tất cả những nạn nhân của mẹ đang có mặt ở đây, cũng như rất nhiều những nạn nhân khác của mẹ được. Con xin lỗi mẹ. Nghe tôi nói, mẹ nuôi của tôi bỗng dưng khóc lớn, bà cũng không gào lên xin mọi người tha thứ cho bà nữa. Có lẽ bà đã nhận ra việc làm tội lỗi của mình thật khó dung thứ. Minh Cường thay mặt tất cả mọi người có mặt trong phòng khách lên tiếng. Tạm thời mẹ về đi, để gia đình chúng con hội ý trước đã. Mẹ nên nhớ, mẹ đang bị công an theo dõi 24/24 đấy. Minh Cường vừa dứt lời, mẹ nuôi của tôi hướng ánh mắt tò mò về phía anh, miệng bà không ngừng lắp bắp. Cậu là thằng chó đẻ cầm điện thoại của con gái mẹ đây. Nghe Minh Cường nói, mẹ nuôi tôi gập đầu lại anh một lạy. Đội ơn con rể. Nói rồi bà vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng khách như thể sợ chậm trễ một giây, bà sợ mọi người sẽ đổi ý. Bà cũng không cần quan tâm tới số tiền bà và bà Mỹ mang đến đang đặt trên bàn. Mẹ nuôi của tôi vừa đi khỏi, Minh Cường liền nói với ông Long và ông Hùng. Bà Mỹ bị công an bắt liên quan đến việc bắt cóc vợ của con gần đây, hoàn toàn không liên quan đến việc bà ta bắt cóc vợ của con khi còn nhỏ, và cũng không liên quan đến việc bà ta dùng clip phim đen điều khiển ba hơn 20 năm. Vì vậy, việc tố cáo bà ta như thế nào đều phụ thuộc vào hai ba, con không có ý kiến. Minh Cường nói không có ý kiến, nhưng kỳ thực ý của anh đã rõ. Tội ác của bà Mỹ gây ra không thể dung thứ. Anh muốn hai nạn nhân trực tiếp của bà Mỹ, một là ba ruột, một là ba vợ, phải đệ đơn tố cáo bà ta với công an. Còn việc họ điều tra ra mẹ nuôi của tôi có liên quan hay không, thì đó là việc làm của cảnh sát. Ông Hùng và ông Long cũng ngầm hiểu ý của Minh Cường. Ông Long nhìn ông Hùng nói, chuyện đó để nói sau đi. Hôm nay là ngày vui của hai gia đình chúng ta, không nên để chuyện không hay đó làm ảnh hưởng. Tôi là chủ nhà, nên mời tất cả mọi người ra nhà hàng chúng ta cùng ăn mừng. Vì tới giờ ăn trưa, nên tất cả mọi người đều hưởng ứng. Minh Cường gọi cho Tùng cùng đi sau đó, anh gọi cho chú Năm chở ông nội tới một nhà hàng lớn ở thành phố Thủ Đức, giáp với thành phố Dĩ An. Lúc lên xe tới nhà hàng, bà Quỳnh không chịu rời khỏi tôi nửa bước. Bà kéo tôi cùng ngồi lên băng ghế sau, còn Quân thì lái xe, ông Long ngồi bên ghế phụ. Kỳ thực, tôi rất tò mò muốn hỏi Minh Cường chuyện vì sao anh lại gọi ông Long và bà Quỳnh là ba mẹ. Nhưng bà Quỳnh cứ dính lấy tôi nên tôi cũng đành chịu. Minh Đại và Nam cũng tỏ vẻ bất lực khi nhìn thấy tôi bị bà Quỳnh kéo đi. Còn người nào đó thì khỏi phải nói. Nhìn mặt anh lúc này giống như đứa trẻ bị cướp món đồ chơi mà mình yêu thích, trông vô cùng đáng thương. Khi chúng tôi tới nhà hàng đã thấy ông nội có mặt ở đó. Nhìn thấy tôi, ông nội bỗng rưng rưng nước mắt, chạy tới ôm lấy ông nói, cháu chào nội. Con có biết nội lo lắng cho con lắm không? Con xin lỗi đã để nội và mọi người phải lo lắng ạ. Lỗi không phải ở con, sao con phải xin lỗi? Thế bữa giờ con sống thế nào? Minh Cường nhanh chóng đỡ lời cho tôi. Tại em ấy hiểu lầm con nên bỏ đi thôi. Không có chuyện gì với em ấy đâu. Nội đừng lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh đấy, lại còn định giấu cả ông già này chuyện thằng Chí gây ra cho cháu dâu của tôi à? Anh nói hiểu lầm. Vậy sao anh không giải thích cho cháu dâu của tôi hiểu, mà lại đau buồn tới mức để dâu mọc dài cột được thế kia? Nghe ông nội nói tôi mới để ý kỹ. Đúng thật, dâu ria của Minh Cường mọc dài lởm chởm. Vậy mà hồi nãy gặp anh vui quá tôi không để ý. Tuy vậy, ở anh vẫn toát lên vẻ đẹp trai nam tính hấp dẫn chết người. Tùng nghe ông nội nói thì nói thêm vào. Em về rồi thì khuyên hai thằng cha này giúp anh. Chứ anh nói hết nước hết cái, không đứa nào chịu đi cắt tóc cạo dâu hết. Nhìn hai thằng ai cũng bảo là ba của bác Hùng với bác Long, chứ không ai nói là con của hai bác hết. Em thấy hai anh ấy vẫn đẹp trai và phong độ mà. Nói vậy thì em phải xem lại con mắt thẩm mỹ của em đi. Bị nhốt có vài ngày mà tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng khác người rồi. Ông Long nói với ông Hùng. Bữa trưa hôm nay tao bao, lát nữa mày bao bốn ba con chúng tao đi cắt tóc cạo dâu, ok không? Được. Sau khi phục vụ mang thức ăn và thức uống lên đầy đủ, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi thì ông Long đứng dậy nhìn ông nội nói. Thưa bác cùng tất cả mọi người, việc Thảo bị Chí bắt cóc là rủi,
Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhờ cuộc bắt cóc này mà chúng cháu mới biết được Thảo chính là đứa con gái bé bỏng của chúng cháu bị bà Mỹ bắt cóc 22 năm trước. Cái gì? Ông nội ngạc nhiên tới mức phải hét lên. Ông Long đáp lại lời của ông nội, nét mặt của ông thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Dạ vâng, thật sự con không nghĩ phúc của gia đình chúng con lại lớn đến như vậy à? Hơn 20 năm qua, chúng con tìm con bé trong vô vọng, không ngờ con bé lại trở về bất ngờ như vậy à? Ông nội nâng ly rượu lên nói, vậy thì hôm nay chúng ta phải uống mừng thôi. Ông Hùng thấy ông nội đòi uống rượu thì vội cản lại. Sức khỏe của ba không ổn, ba uống nước lọc đi ạ. Nói rồi ông Hùng đưa cho ông nội ly nước lọc. Ánh mắt của ông nội nhìn ông Hùng khi đón nhận ly nước từ tay của ông không còn khó chịu như mọi khi. Thay vào đó ông thể hiện rõ sự hài lòng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc ăn xong ông nội nói với tôi, còn đi tới đồn công an làm việc với các chú công an rồi nhanh về nhà, nội có chuyện muốn nói với con. Tôi chưa kịp trả lời ông nội thì ông Long nói xen vào, bác nói vậy là có ý gì ạ? Con bé là vợ thằng Cường, là cháu dâu của bác, thì bác nói con bé về nhà bác. Cháu hỏi bác có ý gì là sao? Không thể như thế được ạ. Đúng thật là ngày xưa vợ chồng con và vợ chồng thằng Long có hứa gả bé Hoàng Phượng cho cháu Cường, nhưng đó là chuyện vợ chồng phụ huynh chúng con hứa với nhau. Thời đại bây giờ là 4.0, khác xa với thời chúng con. Con nghĩ nên để hai đứa chúng nó tìm hiểu kỹ trước đã. Nếu hai đứa thấy hợp thì vợ chồng con cũng không ý kiến. Bây giờ trước mắt, vợ chồng con sẽ đón bé Hoàng Phượng về nhà, vì chúng con xa con bé hơn 20 năm rồi. Bây giờ mà phải xa con bé nữa thì không những vợ con mà cả con cũng không chịu nổi đâu ạ. Nghe ông Long nói thì tôi đã rõ vì sao Minh Cường lại gọi bà Quỳnh là mẹ và gọi ông Long là ba, từ trước khi anh biết tôi là con gái ruột của cả hai người. Ông nội tiếp tục lên tiếng đáp lại lời của ông Hùng. Bác hiểu tâm trạng của người làm ba làm mẹ như con, nhưng con không cần lo cho hai đứa chúng nó có hợp nhau hay không đâu. Hôm nay con mới biết bé là con gái ruột của con, nhưng con bé đã về làm dâu nhà bác lâu rồi. Nét mặt của ông Long thể hiện sự ngạc nhiên, ông nhìn Minh Cường hỏi, vậy sao hôm con bé dẫn mẹ của con đi, con không nói với ba con bé là vợ của con? Con xin lỗi ba, tại con không muốn ba nghĩ xấu về vợ của con ạ. Ba không ngờ hai đứa lại có duyên với nhau như vậy đấy. Ông nội nói thêm vào, người ta gọi là duyên tiền định. Dạ, bác nói đúng, đúng là hai đứa chúng nó có duyên tiền định. Còn cứ ngỡ khi con bé mất tích, chuyện hứa hôn của hai nhà sẽ đi vào dĩ vãng. Cháu Cường gọi chúng con là ba mẹ chỉ là theo thói quen. Không ngờ dù con bé bị thất lạc thì từ khi mới lọt lòng, nhưng trên đường đời tấp nập, hai đứa chúng nó vẫn gặp được nhau rồi nên duyên vợ chồng. Tôi là người không tin vào mê tín dị đoan, nhưng nghe lời ba ruột của tôi nói về tôi và Minh Cường thì tôi cũng phải công nhận tôi và anh có duyên tiền định với nhau. Tôi bị tai nạn không đụng chạm với bất kỳ ai, nhưng lại rơi ngay trước mặt anh và được chính anh cứu. Rồi tôi cứ ngỡ về nhà anh sẽ rất khó sống khi nhìn anh không khác gì một tảng băng di động. Thêm chuyện ngay lần đầu tiên về nhà chồng, tôi bị mẹ chồng quy chụp là đĩ nữa. Không ngờ tôi lại được ông nội rất quý mến, có thêm em chồng là bạn thân. Chưa đầy một tuần sau, tôi đã vướng vào lưới tình của anh. Tôi yêu anh đến phát cuồng. Ngỡ rằng khi tôi bị Trí bắt cóc, khi xa anh thì tình cảm của tôi dành cho anh sẽ mai một. Không ngờ càng xa anh tôi lại càng nhớ và yêu anh. Và một điều có nằm mơ tôi cũng không bao giờ ngờ đến, đó là anh cũng dành tình cảm cho tôi. Giây phút anh nói anh yêu tôi, anh cần tôi, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Ông nội nghe ba ruột của tôi nói thì nói thêm vào, đúng là hai đứa chúng nó mặc định sinh ra là dành cho nhau. Không chỉ hợp tính hợp tuổi mà ngày tháng năm sinh của hai đứa cũng rất hợp. Dạ vâng, nhưng mà chuyện con bé về nhà bác hay về nhà cháu thì phải hỏi ý kiến của vợ cháu trước đã. Ông nội định lên tiếng phản đối, nhưng khi ông nhìn sang bà Quỳnh ngồi ngay bên cạnh tôi, thấy bà cứ nhìn tôi cười ngây ngô, ông lại thôi. Ông Long ghé sát vào tai của bà Quỳnh hỏi chuyện, con gái của chúng ta phải về nhà chồng ở rồi, em có buồn không? Em không muốn con gái cưng của em đi đâu hết. Nếu muốn thằng Cường phải về nhà mình ở rể, còn không chúng ta không gả con gái của chúng ta cho nó nữa. Nghe bà Quỳnh nói, tôi xém nữa sặc nước miếng của chính mình. Tuy bà có vấn đề về thần kinh, nhưng bà vẫn nhận biết được Minh Cường là con rể của mình. Anh đường đường là phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy, mà mẹ tôi lại yêu cầu anh phải ở rể sao? Tôi nhìn sang anh ngồi ở ghế đối diện xem phản ứng của anh thế nào, thì ánh mắt bất lực của anh đang nhìn về tôi,
như muốn nói tôi lên tiếng xin ba mẹ tôi đi chứ. Tùng và Quân ngồi hai bên của Minh Cường, khi nghe bà Quỳnh nói, liền vươn tay qua người anh đập tay với nhau ăn mừng khiến anh càng khó chịu. Đã thế lúc tới trụ sở công an thành phố Di An, bà Quỳnh cũng không rời tôi nửa bước, khiến cho Minh Cường không có dịp gần gũi với tôi. Tới nơi các chú công an cho biết, những người liên quan tới vụ án Chí bắt nhốt tôi đều bị bắt hết về đây. Ngoài bà Mỹ và Chí còn có bà Hải, hai anh vệ sĩ, hai trợ lý của bà Mỹ cũng bị bắt vì tội không tố giác tội phạm. Tôi băn khoăn tự hỏi, nếu tất cả mọi người đều bị bắt vì tội không tố giác tội phạm, vậy tại sao Hương lại không bị bắt? Có phải vì cô ta là tình cũ của Minh Cường nên anh đã nhúng tay vào can thiệp hay không? Một anh công an đưa cho tôi và bà Quỳnh giấy bút nói, mời chị và cô viết bản tường trình vào đây. Ông Long nghe anh công an nói vậy thì nói xen vào, để con gái của tôi viết bản tường trình là được rồi, vợ của tôi có vấn đề về sức khỏe, mong các anh thông cảm. Sau khi làm việc xong với công an, lúc ra về tôi nghe một anh công an vừa bắt tay với Minh Cường vừa nói, cảm ơn mọi người đã hợp tác với anh em chúng tôi. Còn cô Hương, đồng phạm với phạm nhân Trí và phạm nhân Mỹ chưa bị bắt, tôi hy vọng các anh sẽ bắt được cô ta sớm nhất có thể. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu các anh có bất kỳ thông tin gì về cô ta, có thể gọi điện thông báo cho chúng tôi. Là Hương bỏ trốn, vậy mà vừa nãy tôi đã hiểu lầm Minh Cường. Tôi muốn lại ôm anh một cái thay lời xin lỗi, nhưng lại bị bà Quỳnh lại kéo lên xe của Quân ngồi. Mình Đại và Nam cũng bất lực nhìn tôi bị mẹ của tôi kéo đi. Hai cậu đưa tay lên ra hiệu tôi gọi điện cho chúng nó. Về tới lâu đài Bạch Trà, bà Quỳnh đuổi mấy ông đi cắt tóc cạo râu. Sau đó bà gọi cô giúp việc hôm trước tôi đã gặp một lần, dẫn tôi lên một căn phòng nằm ở tầng 3. Cô giúp việc vừa mở cửa ra, mẹ tôi liền nói, đây là phòng của con gái nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Vừa bước vào phòng tôi liền lặng người, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt như một phản xạ vô điều kiện cứ thế chảy xuống. Căn phòng rộng lớn sơn màu hồng, các đồ vật trong phòng cũng toàn là màu hồng. Có giường công chúa nuôi dành cho em bé, mô hình lâu đài và rất nhiều đồ chơi của các bé gái. Có lẽ việc tôi bị bà Mỹ bắt đi khi mới được vài ngày tuổi nên đã tạo một cú sốc cực lớn cho mẹ tôi. Suốt những năm qua, bà luôn nghĩ tôi vẫn còn bé bỏng như ngày nào, nên căn phòng được trưng bày toàn đồ của trẻ em còn mới tinh. Con có thích không? Tôi ôm lấy mẹ nói, dạ con rất thích, con cảm ơn mẹ. Cô giúp việc thấy tôi khóc thì nói, khi cô chủ bị bắt cóc, bà chủ sốc lắm. Ông chủ đã phải chuyển nhà từ quận 2 lên đây sống nhằm giải tỏa tâm lý cho bà chủ. Căn phòng này được thiết kế dành cho cô chủ. Đồ đạc trong phòng mỗi năm đều được thay mới một lần. Hằng ngày vẫn có người lên đây lau dọn căn phòng, không giống như không có người ở đâu. Vì tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô giúp việc, nên tôi nói với bà Quỳnh, mẹ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát nhé, con cũng muốn tắm một cái. Mẹ muốn ở với con cơ. Hồi nãy mẹ bảo anh Cường về đây ở rể, giờ mẹ lại nói muốn ở với con, vậy thì anh ấy ở đâu? Ừ, vậy thì mẹ về phòng, có chuyện gì con phải gọi mẹ đấy nhá. Dạ vâng. Bà Quỳnh vừa đi, tôi liền kéo cô giúp việc cùng ngồi xuống cạnh giường hỏi, cô làm ở nhà con lâu chưa ạ? Cô làm giúp việc cho ông bà chủ từ ngày hai người mới cưới nhau, sau đó họ sinh cậu chủ rồi đến cô chủ. Lúc sinh cô chủ cả nhà ai cũng vui, đặc biệt là ông chủ. Ba của con vui khi mẹ sinh ra con, vậy tại sao lại xảy ra sự việc giữa ba con với bà Mỹ ạ? Ngày nhà cô chủ còn ở dưới quận 2, gần nhà có một quán cà phê. Ông chủ và bạn bè của ông chủ thỉnh thoảng tới đó uống. Không ngờ ông chủ bị bà Mỹ để ý, rồi bà ta quay sang ve vãn mồi chài ông chủ, nhưng đều bị ông chủ thẳng thừng từ chối. Một lần ông chủ dẫn đối tác làm ăn tới đó bàn công việc, có gọi bà Mỹ tiếp khách. Thế là từ đấy bà ta cứ bám lấy ông chủ. Thậm chí bà ta còn đe dọa sẽ hãm hại bà chủ và cô nếu ông chủ tuyệt tình với bà ta. Khi cô chủ bị bắt cóc, ông chủ cũng nghi ngờ bà ta là người chủ mưu, nhưng lại không có chứng cứ. Từ ngày ông bà chủ chuyển lên đây sống, cũng không thấy bà ta xuất hiện nữa. Từ ngày con bị bắt cóc, mẹ của con vẫn luôn trong tình trạng phát bệnh như vậy sao ạ? Thời gian đầu bà chủ cứ khóc suốt, sau đó một thời gian thì bà chủ không khóc nữa, mà cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cách đây hơn một tháng, bà chủ liên tục đòi bỏ nhà đi tìm giết bà Mỹ. Cậu chủ lo lắng quá phải thuê vệ sĩ về canh gác cả ngày lẫn đêm. Được vài hôm thì cô chủ xuất hiện mang bà chủ đi. Ông chủ luôn tự trách bản thân, vì ông mà cô chủ mới bị bắt cóc, vì cô mà bà chủ mới phát bệnh. Như vậy, ông luôn ở bên cạnh bà chủ. Ngày cô chủ mang bà chủ đi tới nay,
ông chủ cũng lo lắng tới mất ăn mất ngủ. May mắn gia đình cô chủ đã được đoàn tụ. Có cô chủ bên cạnh, tôi mong bệnh tình của bà chủ sẽ tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Cô giúp việc vừa đi khỏi, tôi liền thả người xuống chiếc giường công chúa êm ái mà ba mẹ đã chuẩn bị cho tôi. Nhìn quanh căn phòng còn rộng hơn cả phòng ngủ của tôi và Minh Cường, tôi thầm nghĩ, vốn dĩ mình sinh ra đã được ngậm thìa vàng như bao cậu ấm cô chiêu khác. Chỉ vì sự thâm độc canh ghét đố kỵ ích kỷ của bà Mỹ đã khiến tôi phải lưu lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nằm trong mái ấm thực sự của mình, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi có tiếng chuông của gọi Messenger từ nhóm bạn thân gọi tới, tôi mới sực tỉnh. Người gọi tới là Nhung. Tôi bắt máy thì Minh Đại và Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tiếng Nhung vang lên trong điện thoại. Tao đang đứng ở cổng tòa lâu đài to vật vã nhất Dĩ An mà có thấy mặt mũi thằng nào đâu. Nam nói, mày đứng ở đấy đợi tao đi, tao đợi thằng Đại tới liền. Nhung nói tiếp, lúc tao mang đồ về nhà trọ mày đã nói lên đây rồi, thế mày với thằng Đại còn ngủ ở đâu mà chưa tới? Tao phải đợi nó tan làm nữa. Tôi nói với Nhung, để tao xuống dưới đón mày. Tôi vừa xuống giường mở cửa thì thấy Minh Cường đang đứng trước cửa, tay anh giơ lên trong tư thế chuẩn bị gõ cửa. Bên cạnh anh còn có chiếc vali to vật vã. Nhìn thấy tôi, anh liền lao vào hôn tới tấp, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi định cúp máy thì nghe tiếng của Nhung hét lên trong điện thoại. Ban ngày ban mặt anh làm gì tôi đấy? Cho tôi xuống xe ngay, Thảo ra ngay bây giờ đấy. Liền sau đó tôi nghe giọng của Tùng. Em còn định chạy trốn anh nữa không? Giọng của Nhung lại tiếp tục vang lên. Tôi trốn anh hồi nào? Việc gì tôi phải trốn anh? Em lại còn cãi. Em dụ anh chơi chán xong bỏ đi cũng không nói với anh một tiếng. Anh gọi điện thoại thì em chặn số của anh. Đây không phải chạy trốn thì là gì? Tôi dụ anh chơi, nhưng người mất mát là tôi. Tôi mất cái quý giá nhất của người con gái tôi không kêu la thì thôi. Anh là đàn ông mất quần què gì mà anh ở đây tố cáo tôi. Tránh ra cho tôi xuống xe, nếu không đừng trách tôi đấy. Nhung, anh yêu em, đừng chạy trốn anh nữa có được không? Đang chìm đắm trong nụ hôn với Minh Cường, nghe Tùng thổ lộ tình cảm với Nhung, tôi vội đẩy anh ra. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy Nhung đã ấn kết thúc. Tôi nói vào trong điện thoại. Chết rồi, bạn anh giết bạn em rồi, Đại ơi Nam đâu? Minh Đại trả lời tôi. Nó đang đập đầu vào vô lăng đây này, mày ra khuyên nó giúp tao đi. Em không biết làm thế nào hay sao, mà phải nhờ chị dâu của em. Em không biết mới phải nhờ vợ của anh, em mà biết thì nhờ chị ấy làm gì? Minh Cường không đành lòng buông tôi ra. Anh và tôi nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Lúc chúng tôi đi ra ngoài cổng, thấy chiếc xe Rolls Royce của Minh Cường đang đậu ở đấy. Anh đưa tay lên gõ cửa băng ghế sau. Một lúc sau, mới thấy Tùng hạ cửa kính xuống. Tôi nhìn vào bên trong xe, thì thấy Nhung đang bị Tùng đè lên ở ghế gần chúng tôi đứng. Hơn một tháng không gặp, tôi thấy tóc của cậu cũng dài dài hơn một chút. Hôm nay cậu không còn mặc đồ tomboy như mọi khi nữa, mà mặc váy trông rất nữ tính và xinh đẹp. Minh Cường chỉ tay sang bên kia đường nói với Tùng. Đối diện bên kia có khách sạn kìa. Tùng nhìn Nhung cười nói. Anh em mình qua đó nhé. Tùng vừa dứt lời, Nhung liền đẩy mạnh khiến Tùng lăn xuống khỏi xe. Anh dám? Tùng vội giơ hai tay lên đầu hàng. Đương nhiên nếu em không đồng ý thì anh nào dám? Nói rồi Tùng vươn tay đỡ Nhung xuống khỏi xe. Mày đưa vợ mày vào trong nhà trước đi. Nhung nghe Minh Cường nói có chút xấu hổ, nhưng cậu không hề phản đối khi Tùng cố ý ôm eo của cậu dẫn cậu đi vào lâu đài. Hai người đi khuất, tôi và Minh Cường mới đi tới xe của Nam đậu gần đấy. Nhìn thấy chúng tôi, Minh Đại đẩy cờ ghế phụ xuống xe, sau đó cậu chỉ vào Nam đang ngồi ở ghế lái nói. Mày khuyên nó đi, chứ tao bó tay rồi. Tôi ngồi vào ghế phụ, sau đó đóng cửa lại, để Minh Cường và Minh Đại đứng ở ngoài không nghe được chúng tôi nói chuyện. Nam đang gục đầu trên vô lăng, nghe giọng nói của tôi cậu ngồi thẳng người, vừa nhìn thấy tôi cậu liền khóc. Mày nói tao phải làm thế nào bây giờ? Thấy nước mắt của cậu hòa lẫn với máu chảy từ trên trán cậu xuống, tôi cảm giác như có ngàn mũi kim chích vào da thịt của tôi vậy. Tôi biết cậu lúc này đang buồn lắm, nhưng tôi lại chẳng thể giúp được gì cho cậu. Tôi rút một tờ khăn giấy vừa lau máu và nước mắt cho cậu vừa nói. Mày có tin vào định mệnh không? Nam không đáp lại, tôi tiếp tục nói. Lúc ăn trưa ở nhà hàng, mày đã nghe mọi người nói chuyện của tao với anh Cường rồi đúng không? Ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ, tao đã được hứa gả cho anh Cường. Nào ngờ khi tao mới được vài ngày tuổi, đã bị bà Mỹ bắt cóc khiến tao phải lưu lạc gia đình từ đó. Những tưởng lời hứa hôn của hai bên gia đình năm xưa chỉ còn là ký ức. Không ngờ 22 năm sau, tao và anh ấy nên duyên vợ chồng với nhau theo một cách có 102 mà mày biết rồi đấy. Theo kế hoạch, tao và anh ấy chỉ là kết hôn trên giấy tờ.
Nhưng rồi tao và anh ấy ở với nhau chưa được một tuần đã nảy sinh tình cảm với nhau. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, không ngờ tao tiếp tục gặp nạn bị nhốt hơn một tháng trời. Dù trải qua bao trắc trở, nhưng cuối cùng tao và anh ấy vẫn về bên nhau. Hơn nữa ngày hôm nay, tao còn biết sự thật với ba mẹ ruột của mình, sự thật về chuyện tao và anh Cường có hứa hôn từ nhỏ. Mày cũng không thể tin nổi chuyện của tao và anh Cường có thật mà như chuyện cổ tích phải không? Tao nói dài như vậy chỉ mong mày hiểu rằng, cái gì vốn dĩ thuộc về mình thì dù khó khăn trắc trở đến mấy cũng sẽ thuộc về mình. Những gì không phải của mình thì dù cố gắng đến mấy cũng vẫn thuộc về người khác. Mày có hiểu ý của tao nói không? Tao không muốn hiểu. Chúng ta đã có 4 năm chơi với nhau. Tình bạn của chúng ta hai chữ bạn thân không thể nói hết, mà nó đã trở thành tri kỷ rồi. Tao biết mày đang rất buồn đau, nhưng nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Chỉ có tình bạn tri kỷ của chúng ta là còn mãi mãi. Mày có thể dẹp nỗi niềm riêng của mày sang một bên, để chúng ta cùng nhau duy trì, giữ gìn tình bạn đẹp như mơ của bọn mình được không? Tôi càng nói Nam càng khóc lớn. Tôi không nghĩ một đứa con trai mạnh mẽ khi thất tình lại đau khổ yếu đuối như vậy. Có lẽ cậu yêu Nhung nhiều lắm, nhưng tôi tin tất cả đều là duyên phận. Tao phải làm thế nào bây giờ? Tôi vươn tay ôm lấy Nam vỗ về cậu. Mày khóc cho thoải mái đi, nhưng mày phải hứa với tao, một khi cùng tao bước xuống khỏi xe đi vào trong nhà là không được khóc nữa đâu đấy. Tôi không hề giục giã cậu mà để mặc cậu khóc ướt cả vai tôi. Một lúc sau Nam nín khóc rời khỏi người tôi rồi nói, cảm ơn mày, chúng ta xuống xe thôi. Mày chắc ổn chứ? Không ổn cũng phải ổn, ngồi đây với mày thêm một lúc nữa, không khéo tao không có đường về. Sao mày lại nói vậy? Nam hất cằm ra bên ngoài phía đầu xe, Minh Đại và Minh Cường đang đứng đợi chúng tôi. Hai anh em đang nói chuyện gì đó, nhưng ánh mắt của Minh Cường vẫn luôn nhìn về phía tôi và Nam. Tôi nhìn cậu cười nói, cùng lắm mày không có đường về thì ở lại nhà tao luôn chứ lo gì. Tôi chỉ tay vào trong lâu đài Bạch Trà nói tiếp, nhà tao to đùng như thế chắc là không thiếu phòng để mày ở lại đâu. Nam vừa chắp tay lại tôi vừa cười nói, tao có đến 10 cái mạng cũng không dám làm theo kế sách của mày đâu. Nhìn thấy nụ cười của Nam tôi vui lắm. Tôi và cậu còn chưa kịp xuống xe thì Quân từ trong nhà đi ra gõ cửa xe của cậu. Hai đứa vào nhà tắm rửa, sắp tới giờ nhập tiệc rồi. Dạ vâng. Tôi vừa chạm tay vào cửa thì nhìn thấy đối diện có một chiếc ô tô chạy với tốc độ cực nhanh đang lao về phía chúng tôi. Ngay sau đó chiếc xe đánh lái xẹt qua đầu xe của tôi và Nam đang ngồi rồi lao vút lên vỉa hè. Chiếc xe va chạm với tường rào bao quanh lâu đài, phát ra tiếng động cực lớn. Vị trí chiếc xe lao lên không phải là vị trí của Minh Cường và Minh Đại đứng nói chuyện hay sao? Tôi đẩy cửa xe xuống gọi lớn, anh Cường, Đại. Nhìn thấy một nửa chiếc xe xuyên qua bức tường, lại không thấy Minh Cường và Minh Đại, cả người tôi buồn rùn. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, khiến tôi thở một cách khó khăn. Tình trạng của chiếc xe thế này thì Minh Cường và Minh Đại sẽ thế nào? Tôi nhìn về phía đầu của chiếc xe tai nạn mà cả người bất động. Tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gọi xe cứu thương, sau đó mất dần đi tri giác, không còn nghe thấy gì nữa. Cả người tôi vô lực ngồi thụp xuống vệ đường. Một người là chồng, một người là bạn thân. Sau bao ngày xa cách vì tôi bị bắt cóc, chúng tôi vừa mới đoàn tụ. Chúng tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Ông trời tại sao lại đối xử thiếu công bằng với tôi như vậy? Ai bảo tôi và anh hợp tuổi? Ai bảo tôi có số vượng phu ích tử? Ai bảo anh lấy được tôi như rước quý nhân về nhà? Bây giờ thì anh không còn, tôi chẳng phải bỗng chốc trở thành người đàn bà sát chồng hay sao? Tôi vừa nói với Nam, hãy cùng nhau gìn giữ tình bạn tri kỷ, vậy mà ông trời lại nỡ bắt đại của chúng tôi. Có phải tôi đã làm gì sai khiến ông trời trừng phạt tôi như vậy không? Có phải tôi sống quá bạc nên ông trời toàn làm trái ngược những lời tôi nói không? Tôi chắp tay lại ngửa mặt lên trời hét lớn. Xin ông hãy trả lại chồng tôi, trả lại bạn thân của tôi cho tôi. Họ là người hiền lành tốt bụng, tại sao ông nỡ bắt họ đi? Anh Cường, Đại, hai người không được bỏ em lại một mình như thế. Tiếng gào khóc của tôi tưởng chừng xé toạc bầu trời, át đi tất thảy những tiếng xe cứu thương, tiếng người nói chuyện và cả tiếng của ai đó cố đỡ tôi dậy và nói. Tôi vùng vẫy chống trả lại cánh tay đang cố ôm tôi đứng dậy, tôi càng gào lớn hơn. Buông tôi ra, hai người họ là chồng của tôi, là bạn thân của tôi. Giờ hai người họ không còn, tôi cũng không muốn sống nữa. Anh Cường, Đại, cho em theo hai người với. Nói rồi tôi toan đập đầu vào ta luy bên vệ đường, nhưng một cánh tay mạnh mẽ bế bổng tôi lên trước khi đầu của tôi chạm vào thành ta luy. Em nín đi, anh với Đại không sao cả. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Minh Cường vang lên,
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh chỉ còn cách gương mặt của tôi chưa đầy một gang tay, mờ mờ ảo ảo qua làn nước mắt, tôi lên tiếng hỏi. Anh biến thành ma sao? Mình cường cúi xuống cắn lên môi tôi một cái thật mạnh. Em nói xem anh là ma hay là gì? Tôi bị cắn đau tới mức bừng tỉnh, tôi vươn tay chạm vào mặt anh vuốt ve. Anh nói anh và Đại không bị làm sao? Mình cường gật đầu. Còn Đại đâu? Tao đây, tao vừa thoát nạn trong gang tấc, nghe mày gào khóc tao còn nghĩ mình thăng thiên thật cơ. Mình cường đặt tôi đứng xuống, thì ra anh và Minh Đại không bị làm sao. Lúc này người làm trong nhà và người dân vây quanh xem đông đen, cảnh sát cũng đang tất bật làm nhiệm vụ. Tôi nghe có một cảnh sát nói, cô ta bị thương khá nặng, đưa cô ta lên xe cấp cứu ngay. Lúc người lái xe được đưa lên xe cấp cứu, tôi nhận ra đó là Hương. Thì ra cô ta cố tình tông vào Minh Cường, may mắn anh thoát được. Tôi nghe một công an nói qua lời khai của bà Mỹ, biết được Hương chính là chủ công ty tôi làm thêm và thực tập. Cô ta đã lên kế hoạch buổi tối tôi đi làm sẽ cùng bà Mỹ bắt nhốt tôi vào biệt thự của bà Mỹ. Chỉ có điều còn chưa kịp đến tối, tôi đã tự động xin đi nhờ xe của Trí, sau đó bị nhốt lại căn biệt thự họ chuẩn bị sẵn mà bọn họ chẳng cần mất một chút sức lực nào. Tôi nhận ra một điều, dù tôi có xin đi nhờ xe của Trí hay không, thì kết quả của tôi vẫn sẽ bị bắt nhốt, chỉ khác là có mẹ ruột của tôi hay không mà thôi. Hèn gì công an lại nói tội danh của Hương là đồng phạm với Trí và bà Mỹ, chứ không phải tội không tố giác tội phạm. Bác bảo vệ cung cấp video an ninh quay được bên ngoài lâu đài của gia đình chúng tôi cho công an làm việc hiện trường và điều tra. Sau đó tất cả chúng tôi đi vào nhà, vừa vào tới nhà Quân nói, tối nay tất cả mọi người ở lại luôn nhé, uống vào mà chạy xe nguy hiểm lắm. Mình Đại nhanh miệng đáp, dạ vâng. Sau đó Quân dẫn mọi người về phòng của mình. Hôm nay là ngày vui của gia đình tôi, có thể nói ngày chúng tôi vượt qua được đại nạn để được đoàn tụ, nên người làm trong nhà sau khi tò mò xem vụ tai nạn lại tiếp tục tất bật công việc chuẩn bị cho bữa tiệc mừng. Mình cường thấy tôi đứng ngẩn ngơ ở phòng khách thì nói, anh có về nhà mang đồ lên cho em đấy. Em cảm ơn, anh cũng qua phòng anh Quân mượn đồ của anh ấy tắm đi. Anh mang đồ của anh lên đây ở với em, việc gì phải mượn đồ của anh trai em. Nói rồi Minh Cường kéo tôi vào thang máy đi về phòng. Kỳ thực, tôi và Minh Cường đã từng ở cùng phòng với nhau một tuần, nhưng lúc này cùng anh đi về phòng riêng, tôi có cảm giác hồi hộp tới mức tim tôi đập loạn cả lên. Vừa vào phòng, Minh Cường liền kéo tôi ngồi xuống giường, anh đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vương trên trán của tôi rồi hỏi. Hồi nãy em lo cho anh và Đại lắm hả? Tôi gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc đó mà nước mắt của tôi rưng rưng trực trào. Em nghĩ anh và Đại bị xe tông trực diện, đến bức tường xe chắc chắn như thế còn bị sập đổ, thì hai người bằng xương bằng thịt sẽ thành cái gì? Vì vậy em mới có hành động muốn đập đầu chết cùng với anh. Mình cường khẽ hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi nói, em ngốc lắm, giả sử không còn anh, em cũng không được làm việc tương tự như vậy. Em với anh là định mệnh của nhau, nếu định mệnh của em không còn thì một mình em sống còn ý nghĩa gì nữa. Mình cường ngắt nhẹ chóp mũi của tôi, ánh mắt của anh nhìn tôi có chút đau lòng hỏi, mấy ngày qua em với mẹ sống thế nào? Em với mẹ bị nhốt vào một căn phòng kín như thế này này, vì cửa nẻo chắc chắn nên hai mẹ con em không cách nào thoát ra ngoài được, nhưng hàng ngày vẫn có người giúp việc nấu ăn phục vụ đàng hoàng. Rồi sao mẹ với em thoát được khỏi đó? Khi em và mẹ bị nhốt được một tuần thì bà Mỹ và Hương có tới đưa cho em tờ giấy, bảo em ký nhượng lại số cổ phần nội cho em qua cho Trí. Mẹ thấy bà ta, liền ném cả ly nước vào mặt bà ta khiến bà ta bị thương ở trán. Lúc đó mẹ nghĩ bà ta chết rồi. Minh Cường cắt lời tôi. Thì ra đó là lý do bà ta nằm viện, vậy mà bà ta nói là bị tai nạn. Hôm nay, sau khi bà Mỹ nói chuyện mẹ nuôi của em xong, thì tới nói em ký vào tờ giấy hôm trước bà ta đưa. Mẹ thấy bà ta chưa chết, liền lấy ghế phá cửa để giết bà ta, thế là em với mẹ thoát được khỏi đó. Để anh xem em có bị gì không. Vừa nói, Minh Cường vừa vén váy của tôi lên. Tôi vội chặn động tác của anh lại. Em không sao. Anh kéo tôi ngồi lên đùi của mình ôm thật chặt, sau đó anh xoay mặt tôi đối diện với anh hỏi, nhớ anh không? Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này và cả mùi hương quen thuộc này những ngày qua, tôi nhớ đến phát điên, nhưng tôi lại không chịu thừa nhận. Ai thèm nhớ anh? Anh cắn nhẹ lên môi tôi một cái rồi nói, còn anh nhớ em tới mức chẳng thể làm gì. Chẳng phải anh đã có chị Hương rồi đấy sao, còn nhớ em làm gì? Hôm chị ấy và bà Mỹ tới chỗ em bị nhốt, bà Mỹ còn dạy chị ta cách tiếp cận anh nữa. Em nghĩ với kinh nghiệm dày dặn của bà Mỹ truyền lại,
thì làm sao anh thoát được chị ấy? Em nghĩ anh thuộc hạng người đó à? Tại em nghe bà Mỹ nói đàn ông các anh chỉ biết nói chuyện bằng chân giữa, nên em nghĩ anh cũng như vậy. Chân giữa của anh chỉ biết nói chuyện với riêng mình em thôi. Anh nói sao em không tin đâu. Anh sao em hồi nào? Lần trước em bật đèn xanh cho anh, nhưng anh bỏ con người ta giữa chợ. Giờ anh lại nói chân giữa của anh chỉ biết nói chuyện với em thì ai tin? Tại lần đó nghe em nói em không phải là đĩ, anh lại nghĩ em không cho phép anh làm như vậy, anh mới dừng lại. Nói rồi anh ôm tôi cùng ngã xuống giường. Em có biết hôm đó phải dừng lại giữa chừng, anh đã phải chịu đựng thế nào không? Nếu còn chịu đựng một lần nữa như vậy, anh nghĩ mình sẽ bị liệt dương cũng nên. Dứt lời, anh áp môi anh lên môi tôi hôn. Lúc môi của anh chạm vào môi khiến cả người tôi run lên. Một cảm giác kích thích len lỏi vào từng tế bào. Bao nhiêu yêu thương và nỗi nhớ nhung xa cách cơ hồ bị cuốn vào nụ hôn dài, tưởng chừng như bất tận của hai chúng tôi. Cho tới khi cảm nhận được nơi đó của anh cộm lên không ngừng cọ vào nửa người dưới, tôi liền đẩy anh ra. Em muốn đi tắm trước đã không mọi người lại đợi? Dứt lời tôi chạy thẳng vào phòng tắm trốn. Anh nói lần trước anh đã cố chịu đựng khi bị dừng lại giữa chừng. Nếu anh phải chịu đựng lần nữa sẽ bị liệt dương. Mà bây giờ một nhà người đang đợi chúng tôi ở dưới. Nếu chúng tôi phải dừng nửa chừng một lần nữa khiến anh bị liệt dương thì tôi phải làm thế nào? Đứng một hồi tôi mới cởi đồ đứng dưới bồn tắm xả nước vào người để tắm. Nghĩ tới lời Minh Cường nói chân giữa của anh chỉ biết nói chuyện với tôi, tôi vui tới mức bật cười thành tiếng. Em cười gì đấy? Tôi vội lấy tay che điểm nhạy cảm trên người mình, rồi nhìn anh lắp bắp lên tiếng. Anh vào đây làm gì? Trước đây ở chung phòng, mỗi lần anh hoặc tôi dùng nhà tắm, đối phương không ai làm phiền. Vì vậy vừa nãy tôi chủ quan không khóa cửa. Anh vừa cởi đồ vừa nói với tôi. Anh muốn tắm với em. Mặc dù rất muốn phản đối, nhưng khi thấy anh dùng những ngón tay thon dài của mình cởi từng món đồ trên người của anh xuống, tôi lại rất tò mò. Cơ thể đẹp như một vị thần dần lộ diện. Giây phút mảnh vải che thân cuối cùng trên người anh rớt xuống, nhìn thấy người anh em đầy kiêu hãnh của anh đang thức dậy sừng sững, khiến tôi nuốt nước miếng liên tục. Tôi không biết dây thần kinh xấu hổ của mình bị đứt hồi nào, mà ánh mắt của tôi cứ dán chặt nơi đó của anh. Cho tới khi anh đi tới áp sát người tôi mới hoàn hồn nhìn anh nói. Anh qua bên bồn tắm kia tắm đi. Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng lúc này anh giống như một thỏi nam châm, khiến tôi không thể rời mắt. Minh Cường thấy biểu hiện của tôi thì áp sát môi anh với môi tôi cười nói. Nếu em không thích, anh ra ngoài đợi. Không cần. Nói rồi, tôi vô thức vươn tay ôm lấy người anh. Bàn tay của tôi cũng di chuyển trên ngực trần rắn chắc của anh, như muốn khám phá xem nó được làm từ nguyên liệu gì. Em giúp anh kỳ lưng đi. Giọng nói nghiêm túc của Minh Cường vang lên, khiến tôi thoát khỏi sự mê hoặc của cơ thể đẹp như tạc tượng của anh. Tôi vừa bôi sữa tắm vào người anh, vừa đáp lại anh bằng một câu hỏi khác. Có thể nhân bản thêm một Minh Cường nữa không? Để làm gì? Anh đẹp trai như vậy, em muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh em để nhìn ngắm. Nếu anh này bận việc làm rồi thì còn có anh khác bên cạnh để em ngắm chứ. Em đang nói nhân bản Minh Cường anh hay Minh Cường em? Vừa nói, anh kéo tay tôi chạm vào em trai đang không ngừng thúc vào bụng dưới của tôi. Tôi không trốn tránh, mạnh miệng đáp lại. Cả hai. Tôi vừa dứt lời, anh ôm lấy mặt tôi rồi cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt tới mức khiến môi của tôi trở nên tê dại. Tôi bất giác gọi tên anh. Minh Cường. Cho anh nhé. Mặc dù nơi nào đó của tôi cũng đang gào thét muốn được lấp đầy, nhưng tôi vẫn còn chút lý trí để nói với anh. Nhưng chúng ta sắp phải xuống dưới rồi. Bây giờ mới hơn 6 giờ chiều, 7 giờ tối mới tới giờ nhập tiệc. Em nghĩ sức của chồng em ra như vậy luôn à? Nghe anh nói tôi đỏ mặt. Tôi đã lần nào được trải nghiệm chuyện giường chiếu đâu mà biết thời gian bao nhiêu. Em sợ chúng ta đang lỡ giờ, có người lên gọi xuống anh lại phải nín nhịn rồi bị liệt dương thì làm thế nào? Nghe tôi nói, Minh Cường mỉm cười đầy sự cưng chiều. Sau đó anh lấy khăn tắm quấn quanh người anh và người tôi. Anh bế tôi đi ra ngoài, sau đó đặt tôi nằm xuống giường. Vậy thì chúng ta phải tranh thủ thôi, nếu không sẽ không kịp giờ đâu. Nói rồi anh tiếp tục nụ hôn còn dang dở khắp cơ thể của tôi. Hơi thở nóng rực của anh phả vào da thịt của tôi, khiến từng tế bào trong cơ thể của tôi bị đánh thức kêu gào thảm thiết. Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của tôi cũng không ngừng tiết ra mật dịch yêu thương, sẵn sàng cho cuộc chiến đầu tiên trong đời. Lúc Minh Cường chuẩn bị tiến quân vào trong cơ thể của tôi, anh thì thầm vào tai tôi. Thảo, anh yêu em. Nói rồi, anh dùng sức ấn mạnh người của anh đi vào cơ thể của tôi. Bình thường tôi thấy anh đã rất đẹp trai. Khoảnh khắc này tôi thấy anh cực kỳ đẹp trai, cực kỳ nam tính, cực kỳ quyến rũ.
Tôi nguyện trao mình cho người đàn ông là định mệnh của đời mình. Cường, em cũng yêu anh. Minh Cường chưa kịp điều khiển người anh em của anh vào bên trong cơ thể của tôi, thì giọng của Quân vang lên ngoài cửa. Hai đứa nhanh xuống đi, mọi người tập trung đông đủ cả rồi. Minh Cường nghe Quân nói thì khựng động tác của mình lại, nhìn tôi như muốn xin ý kiến của tôi. Chẳng phải chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có được giây phút bên nhau hay sao? Giây phút này tôi muốn hoàn toàn thuộc về anh, về người tôi yêu. Em không muốn dừng lại. Mặc dù nơi đó của tôi đã sẵn sàng cho anh lâm trận, nhưng giây phút người anh em của anh xuyên qua lớp màng bảo vệ khiến tôi đau tới mức phải hét lên. Hai hàng nước mắt của tôi thể hiện sự đau đớn xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào không ngừng tuôn trào. Em đau lắm à? Tôi khẽ gật đầu đáp lại lời của anh. Anh dừng lại nhé. Đừng. Nhìn thấy em đau như vậy anh không đành lòng. Không sao, em chịu được. Nghe tôi nói, Minh Cường cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Đồng thời tay của anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của tôi để xoa dịu cơn đau lần đầu của tôi đang chịu đựng. Tôi và anh, hai cơ thể nóng rực hòa làm một, chúng tôi trao nhau tình yêu theo cách nguyên sơ nhất. Anh cứ vậy ra vào bên trong tôi như vũ bão. Âm thanh va chạm của hai cơ thể hòa lẫn với tiếng rên của tôi khiến căn phòng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi không biết chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao lâu, cũng không biết có bao nhiêu tư thế, cho đến khi tôi cảm giác có được thứ gì đó nóng bỏng phun vào bên trong cơ thể của tôi vô cùng mãnh liệt. Anh cắn nhẹ vành tai của tôi nói nhỏ, sinh con cho anh nhé. Tôi đáp lại lời anh bằng một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm của anh. Mình xuống dưới thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy. Lúc chúng tôi xuống dưới, xe của chú Năm chở ông nội và ông Hùng cũng vừa chạy vào. Ba mẹ của tôi nhanh chóng ra chào đón hai người. Quân và Minh Cường biết ý đi tới đỡ ông nội xuống xe. Ông nội chỉ tay ra sau cốp xe nói, lấy đồ của ba với nội mang vào trong đi. Nhìn thấy hai chiếc vali to cồng kềnh, Minh Cường tò mò hỏi, ba với nội định đi đâu mang theo nhiều đồ thế ạ? Tụi bay bỏ lên đây ở hết, thì nội với ba mày cũng lên đây cho vui, chứ ở nhà nhớ tụi bay sao nội chịu nổi. Ba của tôi nhanh miệng nói, dạ, nhà con chỉ thiếu người chứ không thiếu phòng, nên bác yên tâm ạ. Ờ, bác cũng nghĩ vậy, nên kéo thằng Hùng đi theo cho bằng được. Lúc ngồi vào bàn tiệc, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất rôm rả, đặc biệt là bố mẹ của tôi. Nghe tôi kể về ba đứa bạn thân, ba mẹ tôi rối rít cảm ơn mấy đứa đã luôn bên tôi lúc khó khăn, đặc biệt là Nhung. Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, công ty của gia đình Nhung cũng là đối tác làm ăn của công ty Hoàng Phượng. Đang vui vẻ, Minh Đại nói, còn hai ngày nữa, thứ hai tuần sau phải nộp bản báo cáo thực tập về trường rồi. Tôi nghe nói đến báo cáo thực tập thì thở dài. Tao không đi thực tập, không có bản báo cáo chắc không đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp cùng tụi bay rồi. Ba tôi nghe tôi nói vậy thì lên tiếng, Cường, Quân. Hai anh cùng đồng thanh đáp, dạ. Hai đứa chịu trách nhiệm làm bản báo cáo thực tập cho em của con đi. Dạ, vâng. Nghe một phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn, một giám đốc của một công ty lớn dạ dạ vâng vâng khi được giao nhiệm vụ làm bản báo cáo thực tập cho một sinh viên mà tôi lén cười. Tối hôm đó, sau khi ăn uống no say, Minh Đại và Nam nói với chú Năm trở tới quán bar gần dinh thự nhà tôi quẩy tiếp. Tùng tranh thủ đưa Nhung về phòng riêng, còn Minh Cường cũng không tha cho tôi. Chợt tối chúng ta đã làm rồi mà. Chưa đủ. Thế nào mới là đủ? Thay vì trả lời câu hỏi của em thì anh hành động nhé. Kết quả tới gần 2 giờ sáng tôi mới có câu trả lời của anh. Hai ngày cuối tuần của tôi và mẹ cứ quấn lấy nhau, hết trò chuyện ăn uống rồi lại đi siêu thị mua sắm. Còn Minh Cường và Quân tập trung làm bản báo cáo thực tập cho tôi. Ba tôi và ông Hùng thì hầu ông nội chơi cờ. Hai gia đình sống chung tại lâu đài Bạch Trà, vừa đông vui lại vừa gần nơi làm việc của cả hai gia đình. Ý kiến của ông nội đưa ra đám cưới của tôi và Minh Cường sẽ được tổ chức sau khi tôi tốt nghiệp đại học, đều nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Mỗi sáng sớm, hai bên gia đình chúng tôi đều ngồi ăn sáng, thưởng thức trà bên vườn Bạch Trà trước lâu đài, rồi ai mới đi làm việc của người đó. Nhìn những bông bạch trà trắng muốt được nắng sớm chiếu vào tỏa hương thơm ngát, tôi nghiệm ra một điều rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh những người thân yêu của mình, cùng trải qua những khoảnh khắc bình yên thường ngày của cuộc sống.